Vâng, xin chào tất cả mọi người đã đến cái buổi Zoom chia sẻ kinh nghiệm và những kiến thức về dropshipping của Forex Center. Và trong buổi Zoom này thì mình sẽ có cái lộ trình đúng không ạ? Như thế này. Một đấy là chúng ta sẽ trong buổi Zoom này chúng ta sẽ chia sẻ nhiều các cái vấn đề liên quan đến kinh nghiệm làm dropship. Đó, kinh nghiệm làm dropship, kinh nghiệm làm kinh doanh, kinh nghiệm làm marketing. Đó, và quá trình này là đầu tiên là mình sẽ cái cách làm việc nhá, cách làm việc trong buổi Zoom này thì mình sẽ xoay sâu tập trung làm rõ hai vấn đề. Một là cái quá trình của một người làm kinh doanh đúng không ạ, một dropshipper. Hai là chúng ta sẽ nghe những kinh nghiệm của các bạn, của các member đúng không ạ, đã đi trước để chúng ta học hỏi được những cái vấn đề tốt và chúng ta né những cái điều mà chúng ta cần tránh đúng không ạ, trau dồi những cái kiến thức mà chúng ta cần trang bị thêm những cái kiến thức để nó nhanh hơn, đi tốt hơn, hiệu quả hơn. Vì sao? Vì chúng ta là những người đến sau á thì chúng ta sẽ được nhiều hơn những cái người đi đầu đúng không ạ. Cái người đi đầu là người mở đường rồi và họ biết cái gì tốt, cái gì không tốt, và chúng ta sẽ chia sẻ nhiều về vấn đề này. Và trong buổi Zoom này ấy, thì trong buổi đào tạo này thì mình thấy rằng có rất là nhiều bạn đã làm việc với Forex khá là lâu rồi. Ở trong buổi học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ xíu nữa mình sẽ báo đó anh em nào sẽ cái nội dung tâm đắc của mình trong cái quá trình mà làm dropship. Thì đầu tiên đúng không ạ, mọi người bấm để bắt đầu nhé tất cả mọi người đó. Xin chào tất cả các bạn nha. Đầu tiên là cái vấn đề về quá trình làm dropship. Thì vấn đề làm dropship thì chúng ta nhìn nhận là cái việc mà lợi ích đúng không ạ, cái lợi ích của dropship này, trong các cái buổi học trước đúng không ạ, và các cái tài liệu mà admin đã đưa chia sẻ trong nhóm ấy, có rất là nhiều cái tài liệu liên quan đến dropship rồi đúng không ạ. Nhưng mà cái vấn đề lợi ích thực tế của nó là như thế nào thì đầu tiên là cái lợi ích khi mà làm dropship ở khi mà chúng ta làm trong cái mô hình dropship là một đấy là chúng ta không cần phải ôm hàng đúng không ạ, chúng ta không cần phải ôm hàng đúng không ạ. Đấy, thứ hai là chúng ta không phải mất chi phí về như là mặt bằng này, nhân viên này, thuế này đúng không ạ, thuế môn bài đúng không ạ, cái chi phí mở shop setup mở shop này đó, rồi là vân vân rất là nhiều thứ đó. Và chúng ta chỉ cần tập trung vào marketing thôi. Về vấn đề về lợi nhuận thì là chi phí được tối ưu thì lợi nhuận được gia tăng. Đấy, đây là cái lợi ích mà vấn đề làm dropship rất là tuyệt vời. Và hình thức dropship với hình thức cộng tác viên nó khác nhau điểm nào? Trong dropship ạ, dropship và cộng tác viên, dropshipping này. Và hình thức cộng tác viên. Nhá. Trong hai hình thức này. Đấy, thì nó khác nhau ở cái điểm nào? Đầu tiên là cái hình thức dropship là chúng ta tự do quyết định giá bán. Trong dropship chúng ta tự do quyết định giá bán này. Ở trong cộng tác viên thì chúng ta không có quyền quyết định giá bán. Gần như cái mô hình cộng tác viên đó là chúng ta phải bán theo cái giá niêm yết, đúng không ạ? Và chúng ta không có quyền là nhập hàng đó, nên chúng ta không có quyền tự do quyết định giá bán đó. Mặc dù đúng không ạ, dropship cũng có những cái trường hợp mà chúng ta bán hàng về các cái sản phẩm về thương hiệu ấy, cái sản phẩm trend mà thương hiệu có rank ấy, tức là bán hàng thương hiệu ấy, thì chúng ta vẫn phải bán theo giá niêm yết. Nhưng mà đó, giá niêm yết đấy là để bảo vệ toàn bộ cộng đồng, tức là không ông nào phá giá hết đúng không ạ, ông nào không được phá giá đúng không ạ. Nhưng mà chúng ta có quyền bán giá cao hơn để tự do quyết định giá bán đúng không ạ, giá bán này, giá bán để tự do lợi nhuận. Đấy, đây là cái hình thức. Còn cộng tác viên chúng ta phải bán theo cái giá quy định và chúng ta không có triển khai theo được đúng không ạ. Và vấn đề cộng tác viên là chưa chắc bạn đã hiểu rõ về sản phẩm được, tại vì còn dropship là bạn phải nghiên cứu đúng không ạ. Chúng ta có cái quá trình nghiên cứu về sản phẩm. À, và để chúng ta có nhiều thông tin về sản phẩm hơn. Và trong dropship thì bạn sẽ được rèn luyện đúng không ạ, rèn luyện kỹ năng về marketing nó chuyên sâu hơn. Và cái kỹ năng marketing như nào thì xíu nữa tôi sẽ phân tích cho anh em mình cái lộ trình của một dropshipper chính hiệu là như thế nào đúng không ạ, và con đường này nó có dễ dàng hay không đúng không ạ, là nó có phù hợp với mình hay không đó. Và
chúng ta sẽ hiểu được để chúng ta tập trung, đúng không? Tập trung vào những cái mà chúng ta nên làm, chúng ta nên triển khai, chứ chúng ta không có lên lan man, đúng không ạ? Làm lan man thì chúng ta tốn thời gian, tốn thời gian đấy. Thì quá trình làm dropship thì chúng ta gia tăng lợi nhuận và tập trung vào quảng bá thôi, đúng không ạ? Chúng ta cần phải điều đấy là chúng ta cần phải tập trung vào marketing, đúng không ạ? Thì cái điều cần thiết, đúng không ạ? Điều cần thiết trong dropship, đúng không ạ? Trong dropship là gì? Đó là chúng ta xác định next sản phẩm. Next sản phẩm thì có một số cái như thế này. Nếu như các bạn không làm ở trong free, không làm trong free là thì bạn cũng cần phải xác định cái next sản phẩm. Việc xác định next sản phẩm đúng trước khi mà mình làm ấy, thì cái tỷ lệ thành công của mình sẽ cao hơn. Và next sản phẩm như thế nào là đúng? Đúng rồi, chúng ta phải đánh vào những nhu cầu của thị trường này, có nhu cầu này, nhu cầu của thị trường cao này, đúng không ạ? Về nhu cầu, đúng không ạ? Chúng ta phải xác định những cái sản phẩm mà có nhu cầu cao của thị trường. Đấy, thị trường có nhu cầu rất là cao. Thứ hai á là cái tỷ lệ, đúng không ạ? Tỷ lệ mà cái tỷ lệ mà chúng ta tỷ lệ mà chuyển đổi ấy, tỷ lệ chuyển đổi nó lớn. Có những cái nhu cầu cao thì tỷ lệ chuyển đổi rất là thấp. À, hai nữa là chúng ta về vấn đề về quảng bá đấy, về vấn đề quảng bá marketing ấy, quảng bá marketing đa dạng kênh. Đó. Hai nữa là chúng ta xác định ở vấn đề lợi nhuận nó có ok không, lợi nhuận. Tiếp theo là vấn đề giá cả và giá nhập đấy, giá nhập dropship đúng không ạ? Nó có phải là tối ưu chưa, nó ok chưa, nó đạt đủ với ngưỡng lợi nhuận mà chúng ta mong muốn chưa? Thì đây là những cái điều cần thiết, đúng không ạ? Và theo đó là vấn đề là chúng ta phải tập trung vào marketing. Điều cần thiết trong dropship là xác định sản phẩm đúng, đúng không ạ? Xác định đúng thì chúng ta sẽ tập trung vào marketing thôi, và chúng ta không có nghi ngờ, chúng ta không có đưa lên đặt xuống, đúng không ạ? Và cái điều tối kỵ, đúng không ạ? Thế những cái điều mà những điều mà chúng ta không nên, đúng không ạ? Không nên làm trong cái quá trình làm dropship. Không nên là một là cả thèm chóng chán, đúng không ạ? Đứng núi này trông núi nọ đấy, đứng núi này đúng không ạ? Trông núi nọ, tức là mình không có xác định được rõ một cái sản phẩm, một cái mục tiêu cụ thể, hoặc chúng ta đi chạy theo những cái sản phẩm là chúng ta sẽ chết chắc luôn. Vì sao một nghề cho chín ấy, còn hơn chín nghề? Và rất nhiều anh em mình thất bại bởi vì là ok, thấy các bạn này làm visa rất là tốt, nhảy qua làm visa. Một thời gian sau thấy các bạn này làm thời trang rất là tốt, nhảy qua làm thời trang. Một thời gian sau ấy, thì thấy bạn này làm phụ kiện rất là tốt thì nhảy qua phụ kiện. Và chúng ta nhảy qua ấy, nhảy sản phẩm ấy là chúng ta sẽ tốn một lần học, một lần nhảy là tốn thời gian vô cùng. À, tại vì cái thời gian đáng ra chúng ta tập trung vào trong marketing. Đây này, tập trung vào marketing, đúng không ạ? Tập trung vào marketing là chúng ta tập trung vào cái vấn đề gì? Là chúng ta tập trung vào vấn đề về xây dựng kênh này, gọi xây dựng kênh này, xây dựng kênh quảng bá này, tìm kiếm khách hàng này, đấy, tìm hiểu về sản phẩm luôn này, đó, và nhận phát triển cái hệ thống quảng bá của mình, hệ thống phân phối của mình, phân phối online của mình. Thì đây mới là cái điều mà chúng ta cần nên làm, nên tập trung này, chứ không phải vấn đề là chúng ta nhảy từ sản phẩm này qua sản phẩm kia. Trừ khi mà mọi người đã thành công ở một sản phẩm rồi ấy, thì chúng ta hoàn toàn có thể tự tin vào việc là chúng ta cùng một cái mô hình đó, chúng ta nhảy qua một cái khác, chúng ta làm, chúng ta tiếp tục nhân bản thành công. Nhưng mà trong một thời gian đầu tiên đấy, trong khoảng ít nhất là 3 tháng, chúng ta phải kiên quyết với cái điều này. Và cái đây là một cái kinh nghiệm mà từ thời mà admin đi học các cái vấn đề liên quan đến MMO, tức là làm affiliate hoặc là làm những cái liên quan đến freelancer á, thường là người ta không thắng nổi cái 3 tháng này. Và người ta sẽ nhảy liên tục các dự án và bị cuốn luôn vào trong các dự án này, đến cuối cùng không bao thành công được. Còn tôi, còn anh em mình, đúng không ạ? Còn tôi, còn các bạn, nếu như mà chúng ta không có tin tưởng điều này rồi, chúng ta sẽ bị nếm quả đắng ngay lập tức ạ. Và thời gian thì cứ thế trôi đi, giống như bây giờ này, là chúng ta đang ở trong cái tháng là tháng 7 rồi, tức là hơn nửa năm đã trôi qua rồi. Chúng ta nhìn nhận lại là chúng ta đã làm được gì rồi, đúng không? Chúng ta không làm được gì. Rồi là từ đầu năm đến giờ các bạn nhảy bao nhiêu dự án rồi, các bạn nhảy làm marketing cho bao nhiêu sản phẩm rồi,
rồi cái thành công của mình đã được cái gì chưa, cái kết quả của mình này, cái hệ thống kênh quảng bá này đã có cái gì chưa, gọi là kênh quảng bá, mọi người hình dung kênh quảng bá không ạ? Đấy, mình có cái gì chưa ạ? Hay là mình vẫn dậm chân tại chỗ? Rồi bản thân chúng ta lại có sống với nhau bằng kinh nghiệm, bản thân chúng ta là sống thường sống với nhau bằng kinh nghiệm, có nghĩa là tôi tham gia cái cộng đồng, tôi tham gia làm MMO, tôi tham gia làm dropship, hay tôi tham gia kinh doanh từ lâu hơn bạn rất là nhiều, với vấn đề lâu hay là chậm nó không phải là vấn đề tiên quyết và cái quyết định nữa trong cuộc chơi này nữa rồi các bạn ạ. Cái vấn đề là chúng ta lựa chọn đúng, xác định sản phẩm thế này đúng, hay là chúng ta biết cách tập trung vào marketing. Còn cái việc ở trong đây có rất là nhiều bạn chỉ trong 1-2 tháng thôi là có cái kết quả cực kỳ khủng khiếp luôn. Chứ không phải vấn đề là bạn ở trong cái team 4E hay cái team B hay team A, team C nào đó bán sản phẩm cao cấp, trung cấp hay là bình thường nào đấy mà bạn nghĩ rằng là bạn ở trong thị trường lâu bạn sẽ là thành công. Cái gì đó đúng nhưng mà đối với marketing, đối với kinh doanh nó không đúng. Trong kinh doanh ấy, cái sự tập trung là cái mà cần phải được nói đến nhiều nhất. Tập trung đấy, chứ không phải vấn đề chúng ta nè cứ đi đúng không ạ, đi xác định nhảy đúng không ạ, nhảy hết cái này đến cái kia đâu là sẽ thành công, sẽ có nhiều kinh nghiệm là sẽ dễ dàng thành công, không có chuyện đấy đâu đó. Và em đã chứng kiến rất là nhiều cái tấm gương mà đúng không ạ, rất là nhiều bạn, người bạn của mình đã làm rất là nhiều dự án, người ta có kỹ năng rất là giỏi trong marketing nha, vấn đề về xác định sản phẩm gọi là chùm, đứng ở góc độ về thầy gọi là thầy bà luôn rồi, nhưng mà thành công thì cũng chưa tới đâu hết. Còn bản thân mình là mình cứ xác định thôi, là trong cái vấn đề dropship này mình cứ làm thì kết quả có thể ngày hôm nay nó chưa nhiều, nhưng mà mình học được, mình mài dũa được cái tinh thần, mình mài dũa được cái kinh nghiệm, mình mài dũa được cái khả năng, cái sự nhạy bén trong tư duy của mình càng ngày càng hoàn chỉnh hơn, đúng không ạ? Và bây giờ là cái điều mà chúng ta xác định với nhau là như vậy nha, chúng ta xác định với nhau là như vậy. Và cái kết quả thực tế đấy, đúng không ạ? Và kết quả từ dropship ở trong Fori đội nhóm là như thế này, thì anh mình có rất là nhiều cái website, làm rất là nhiều cái blog, rất là nhiều cái landing page kể về những cái kết quả của mình. Thì ở trong đây là có những cái kết quả của đội nhóm này, rất nhiều kết quả thì vô cùng đấy. Bây giờ là mình sẽ lấy một số cái nhé, một số cái kết quả cho anh mình xem mà mình đã lưu ở trong đây, một cái đội nhóm coaching này, đội nhóm VIP member coaching của trang đây, đây ví dụ như feedback của đội nhóm này đây nhá. Thì đây là cái cộng đồng mà khi mà đây mọi người này nhìn thấy ạ, phía trước này là nhóm này, đây là chị Chi, hôm nay có mặt chị Chi ở trong đây này, xin lỗi chị Chi sẽ chia sẻ nhá. Đây này, cái nhóm này là từ thời mà admin mới làm ra đấy, từ năm trước. Đúng rồi, là lúc mà 36 người này, là cái kết quả đúng không ạ, đây này rất là nhiều từ đội nhóm đúng không ạ, đấy rất là nhiều chị nhá, đây tất cả các bạn trong đây đều có đơn đấy, đó rất là nhiều, cực kỳ nhiều, cho tới khi mà đến bây giờ này lên 46 và hiện tại là hơn 100 bạn trong cái thời trang VIP này đúng không ạ, đã tập trung làm là sẽ có đơn, mọi người đã hiểu được về vấn đề marketing, kể cả vấn đề về làm Shopee nữa như mình trang đúng không ạ. Cái số lượng mà đơn về Shopee, đây là đơn Shopee của các bạn đấy này, cực kỳ nhiều đúng không ạ? Và cái số lượng người ta làm được ấy, khó thì không khó đâu, đấy là cái sự tập trung và cái mà điều mà mình cũng đã hướng dẫn anh em mình rất là nhiều rồi đúng không ạ, ở trong quá trình làm đúng không ạ, trong cái quá trình làm đấy, ví dụ một số cái kênh mà kết quả của một số kênh này đấy, đây là kênh Marketplace này đó, thì cái kết quả về mọi kênh đúng không ạ, về bán hàng trên kênh Marketplace hay là bán hàng trên kênh Shopee, gọi đây này, gọi kênh Shopee. Đấy. Tất cả mọi kênh mà mọi người có cái tinh thần, có cái tập trung là mọi người sẽ thành công thôi. Cái điều này nó là điều đơn giản. Đó, và cho mọi người xem cái kết quả của admin trong cái năm ngoái nhá. Thì ví dụ như ở đây. Mọi người có thể nhìn thấy cái phiên đối soát của tháng 10 của admin năm ngoái thì nó rơi vào như này. Mọi người có thể nhìn thấy 228 triệu doanh số của giao hàng tiết kiệm, thì đây là cái con số này nó chưa dừng lại đâu đúng không ạ, năm ngoái đấy là có 2 tài khoản lận đó, và tài khoản của Momo mới có thể nhìn thấy cái số lượng tài khoản Momo và cái số lượng khách hàng của cộng đồng đúng không ạ, 99 triệu ở năm ngoái là không phải là 150 triệu như năm nay đâu, là 99 triệu là đầy rồi, có nghĩa là mình thu vào là đầy đủ rồi đó.
99 triệu của Momo là số lượng người mua hàng cực kỳ đông, và năm trước là cái mùa dịch đó và năm nay cũng vậy. Đây chưa kể các cái kết quả về affiliate nha nhá, các kết quả affiliate, các cái kết quả về affi với phần mềm các thứ nha. Đây là vấn đề về kết quả của dropship thôi chứ không phải là vấn đề làm các cái vấn đề liên quan nhé. Còn phần mềm, còn hosting các thứ nữa, rất là nhiều kết quả nữa, đúng không ạ? Thì hôm mà trong cái buổi học 3 ngày á, trong khóa học 3 ngày miễn phí á, thì admin có show rất là nhiều kết quả cho anh mình nhìn thấy mà. Và đó là cái kết quả từ dropship. Và mọi người cần tập trung thôi, là cái việc có đơn là cái điều, có đơn là điều dễ dàng thôi, có đơn là điều dễ dàng, nó không có quá khó, đúng không ạ? Có đơn là điều dễ dàng, không có quá khó đâu. Đấy. Và là điều dễ dàng. Và cái nguồn thu nhập từ dropship này ấy, là từ vài triệu một tháng, từ vài triệu đến vài chục triệu trên tháng. Và đây là những cái câu chuyện mà nó có thật sự ở trong Forry. Chưa nữa thì các bạn nghe những cái chia sẻ của anh em mình nhé, để có thể nhìn thấy cái điều này. Thì chưa có rất là nhiều bạn tham gia vào trong cái cộng đồng dropship Forry á, có cái con số vài chục triệu một tháng này, một tháng nhé các bạn. Rất là giỏi luôn, làm vấn đề về hướng dẫn và đào tạo, anh em rất là sáng tạo, làm marketplace rất là bài bản, rất là chuyên tâm đó. Làm Shopee cũng rất là chuyên tâm và có những cái gương mặt thành công rực rỡ luôn đấy, trong cái con đường làm dropship của mình đấy. Ngoài ra là các bạn còn chia sẻ lại những kiến thức cho anh em ở trong các đội nhóm của Forry nữa đấy. Thì đấy là về cái vấn đề về kết quả đó. Và bây giờ này, cái vấn đề về cái lộ trình, cái lộ trình của một dropshipper. Cái lộ trình của một dropshipper là đầu tiên là chúng ta những cái kiến thức nền, trang bị những cái nét, trang bị kiến thức nền, chúng ta phải nắm rõ cái kiến thức nền, đúng không ạ? Và kiến thức nền này trên Forry là đã trang bị đầy đủ trên web rồi, mọi người có thể tham khảo forrycenter.com để chúng ta nghiên cứu các kiến thức nền nhé. Các kiến thức nền thì có rất là nhiều các cái video, đúng không ạ? Kể cả YouTube nữa nhé, kể cả web, website và YouTube của Forry. Vấn đề dropship, đúng không ạ? Đơn giản đó là bán hàng không qua khâu, không có thông qua cái khâu vận chuyển, vậy và chúng ta cần tập trung vào marketing thôi, tập trung quảng bá thôi. Còn tất cả các khâu khác là do kho triển khai. Và như thế nào đấy thì chúng ta hãy đọc những cái bài viết liên quan nhé, là rất là dễ rồi, cái khái niệm rất là dễ dàng. Sau khi mà chúng ta được trang bị các cái kiến thức nền thì chúng ta tập trung, đúng không? Tập trung lựa chọn ngách, đấy, chúng ta lựa chọn ngách, các bạn lựa chọn ngách xác định đến hai ngách đó, có sự tương đồng bổ trợ nhau, tương đồng bổ trợ nhau đó. Ví dụ như là có những cái ngách mà nó cùng kho luôn, ví dụ như là visa mà đi kèm với đồng hồ chẳng hạn, hoặc thắt lưng đi cùng với visa chẳng hạn, thì đó là những cái lựa chọn nó cùng ngách để chúng ta có thể tạo ra được những cái combo, hoặc là áo thun đi cùng với áo hoodie hoặc áo khoác để chúng ta tạo ra những cái combo. Thì chúng ta lựa chọn ngách có cái sự tương đồng, tùy nhá, tùy vào chúng ta. Sau khi lựa chọn rồi, bây giờ chúng ta tập trung vào marketing. Và tập trung vào marketing là đầu tiên là chúng ta hãy sử dụng những cái kênh dễ bán như là Facebook trước, đúng không ạ? Chúng ta có thể bán trên Facebook cá nhân, đúng không ạ? Rồi chúng ta bán trên các kênh như là trên kênh YouTube, chúng ta có thể học cách bán hàng trên fanpage, trên Instagram, đúng không ạ? Trên marketplace, đây là những cái kênh liên quan đến Facebook. Hai, chúng ta có thể là tập trung vào các cái kênh thương mại điện tử. Thương mại điện tử, lưu ý như chúng ta học làm Shopee, làm Sendor, làm Lazada. Đây là những cái kênh mà nó dễ ra đơn. Tức là chúng ta học những cái kênh là chúng ta tự sở hữu cái website chẳng hạn. Đấy, website chúng ta chia sẻ những kiến thức. Đấy, website là thường thường là đi kèm với một cái kênh YouTube, đúng không ạ? YouTube. Đấy. Rồi là thứ hai, chúng ta sử dụng các nền tảng khác như là Twitter, đúng không ạ? Twitter hay là Pinterest. Rồi chúng ta niêm yết các cái sản phẩm này lên. Rồi là chúng ta sử dụng Twitch, chúng ta sử dụng Pinterest, hay là chúng ta sử dụng TikTok. Tôi hiện tại thì TikTok đang rất là thịnh hành luôn. Thế là những cái kênh mà chúng ta cần phải làm. Trong cái quá trình này làm, dù muốn dù không thì chúng ta học. Đây, chúng ta học thêm mọi trang bị cái kiến thức nền tảng. Và kiến thức nền tảng ở đây nó là vấn đề về hình ảnh. Làm sao để làm một cái hình ảnh nó đẹp, đúng không ạ?
rồi là chúng ta phải học được content, làm sao để làm được cái content nó hay, nó hấp dẫn và như thế nào, đúng không ạ? Nó đánh vào cái tâm lý của thị trường. Từng cái kênh này nó sẽ có những cái content khác nhau, nó không phải là cứ một cái là ráp lên là sẽ xong, đúng không ạ? Đấy là sơ khai thôi. Đấy, chúng ta học hình này, rồi là tiếp theo là chúng ta học cách là tư vấn kịch bản tư vấn, chứ không phải là chúng ta cứ thích là chúng ta tư vấn là sẽ ra đơn, nó không có đâu, đúng không ạ? Ví dụ như là tỷ lệ ra đơn, muốn ra đơn cao chúng ta phải có một cái lộ trình vừa tiến vừa lùi. Khách hàng đồng ý thì sẽ sao, khách hàng mà không đồng ý thì mình sẽ xử lý làm sao, thì chúng ta cần học trang bị thật là nhiều nha. Đó là những cái vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, đúng không? Có như bạn là cứ thế là từ cầm ảnh, cầm sản phẩm lên đăng xong rồi không có đơn, chán bỏ. Trong khi đó có những bạn rất là thành công trong cái con đường này. Tại vì sao? Đặt ra một dấu chấm hỏi. Tại vì sao? Tại vì người ta có chiến lược. Và chiến lược là gì? Ví dụ như là người ta vừa tặng quà, người ta vừa giảm giá, người ta vừa viết những cái lời cảm ơn, người ta vừa là free ship, đúng không ạ? Người ta tập trung rất nhiều, đúng không ạ, vào trong vấn đề chiến lược, chứ không phải vấn đề đơn thuần là chỉ là bán hàng một cách đơn giản thôi, đúng không ạ? Đấy, thì chúng ta nên, đúng không ạ, chúng ta nên nghiên cứu, đúng không ạ, là vấn đề về học về cả chiến lược nữa. Hoặc là chúng ta học các cái thủ thuật về SEO, đúng không ạ, tối ưu hóa trên Google tìm kiếm, đúng không ạ, tối ưu hóa trên Google tìm kiếm này. Đấy, ngoài tiếp theo là chúng ta học về gì? Chúng ta học là về những cái vấn đề khác như là làm video chẳng hạn, vân vân. Đây là những cái kiến thức nền tảng mà cần phải trang bị sâu, đúng không? Càng sâu bao nhiêu thì các bạn càng chắc trong cái con đường làm marketing bấy nhiêu. Và hay nói cách khác là chúng ta tập trung những cái tốt nhất về marketing, của bán hàng. Đây là kỹ năng của một người làm dropshipper hay là MMO. Dù bạn làm cái gì đi chăng nữa thì hoặc là chủ cửa hàng, bạn cũng cần phải trang bị những cái kiến thức này. Không có kiến thức này chúng ta sẽ không đi tới đâu được, không làm được, cũng không thể thành công được, không bao giờ thành công được nếu như chúng ta không hiểu vấn đề này. Thì đây là những cái kiến thức nền, những cái cơ bản nhất, đúng không ạ? Chúng ta chúng ta có thể là xem lại một cái quá trình, đúng không ạ? Vấn đề về làm dropship rất rõ, làm việc là chúng ta không cần phải ôm hàng, đúng không ạ? Tối ưu về chi phí và gia tăng về lợi nhuận rõ ràng. Đấy, chúng ta hình dung được là cái vấn đề về dropship của chúng ta được tự do quyết định giá bán, tự do nghiên cứu lợi nhuận, đúng không ạ? Được hiểu về sản phẩm, được rèn luyện kỹ năng marketing rất là tốt. Và trong cái mùa dịch này thì chúng ta đây là dropship là mô hình tuyệt vời. Quan điểm của tôi không phải là tôi làm dropship, tôi làm kho để tôi nói vậy, nhưng mà bản thân cái dropship này nó là như thế. Chính vì cái điều này thì tôi mới đi nghiên cứu về nó. Sau khi nghiên cứu về nó và mình cảm thấy là ok, hay quá, đúng không ạ? Và mình muốn mang nó về từ ban đầu, nó chỉ là cái hình thức ở Việt Nam nó chưa có nhiều, ở nước ngoài thì nó rất là lâu rồi. Chúng ta có thể làm dropship từ Amazon, eBay, đúng không ạ? Và mình cảm thấy rằng cái này có thể làm được. Và nhưng mà ví dụ như là dropship ngày xưa có NetSell, đúng không ạ? NetSell làm dropship từ ở Trung Quốc về ấy, thì nó quá lâu, thì tại sao mình có các kho ở Việt Nam chúng ta không làm, đúng không ạ? Đấy, thì ok, mình chiến luôn về vấn đề dropship Việt và mình có những cái thành công nhất định, và sau đó mình xây dựng cái cộng đồng từ vài chục người đến vài trăm, đến bây giờ đến vài chục ngàn người. Đấy, và cái điều cần thiết trong dropship chúng ta phải xác định nét sản phẩm là cái điều quan trọng đó, và chúng ta tập trung vào những nét có nhu cầu cao, tỷ lệ chuyển đổi lớn, đúng không ạ? Rồi là đa dạng về kênh quảng bá đấy, tối ưu, đúng không ạ, giá cả và lợi nhuận về cái sản phẩm đấy. Ok, sau khi xác định được đây là cái nét gọi là chân ái rồi, đúng không ạ? Như là xác bình chia sẻ đây là cái nét mà đây là chân ái rồi đấy. Nét này là nét mà để start up bắt đầu khởi nghiệp trong con đường online, thì chúng ta tập trung vào marketing, chúng ta đừng có lan man vào những cái vấn đề khác, mà chúng ta tập trung xây dựng kênh, tìm kiếm khách hàng, tìm kiếm sản phẩm, đúng không ạ? Tìm hiểu sản phẩm, đúng không ạ? Và bắt đầu quảng bá nó, phát triển nhân rộng cái hệ thống này lên. Và cái điều mà không nên làm, có rất nhiều điều mà dropship bị thất bại. Tôi chỉ nói đơn giản là chúng ta cần tập trung ít nhất 3 tháng và đừng có nhảy, đúng không ạ? Đừng nhảy dự án và đừng đứng núi này trông núi nọ. Nhảy dự án nó sẽ tốn thời gian và nó sẽ làm cho chúng ta tự mất động lực, và chúng ta không có lòng tin vào trong vấn đề và làm kiếm tiền nữa đâu, đúng không ạ? Còn cái vấn đề, đúng không ạ? Còn vấn đề về kết quả thì mọi người có thể nhìn thấy rất nhiều kết quả từ admin, đúng không ạ, và đội nhóm ở trong này. Đấy, đội nhóm, đúng không ạ? Rất là nhiều. Đây kết quả đây. Tháng đây là theo mình cứ 2 ngày 1 nhá. Ví dụ như đây bạn có thể nhìn thấy này. Đây là admin ngày 12 tháng 6 này, đúng không ạ? Ngày 10 tháng 6 này, 8 tháng 6 này,
đây là em nên cài đặt là cứ 2 ngày chuyển khoản về một lần. Bạn thấy cái kinh khủng là như thế nào nhá. Đó. Mùng 3 tháng 6 này. Đấy, mùng 3 tháng 6 này tiền đối soát 5 triệu nhá. Mùng 5 tháng 6 là cứ 2-3 ngày, 22 ngày một lần mà. Đó. Đấy, vào lúc 10 giờ này. 3 triệu này. 2 ngày một lần 3 triệu, 5 triệu, 3 triệu, 2 triệu. Mọi người kinh khủng là biết cỡ nào rồi đó. Đó, và kết quả đó là cái kết quả thực tế luôn. Và trong đây có rất là nhiều anh em mình làm được điều này á, chứ không phải có một mình admin đâu. Đây, mình chỉ là người đi đầu, mình là người hướng dẫn thôi, chứ không phải là mình là người có kết quả cao nhất. Và kết quả này của admin, đúng không ạ? Và năm ngoái trong cộng đồng anh em có thể nhìn thấy có rất nhiều bạn kiếm đến 300-400 triệu về vấn đề doanh số, lợi nhuận không hề nhỏ đâu. Đó, và vấn đề về đây, nó thể hiện tháng 8 năm 2020 này, đúng không ạ? Đó, chứ hỏi bây giờ, đúng không ạ? Bây giờ thì mọi người có thể là bỏ nhá, nhưng mà đây kết quả từ các bạn đây, Hảo này, chị Võ Thị Kim Chi này, thấy không? Đấy, có đầy đủ ở đây này, đúng không ạ? Cực kỳ nhiều tiền, không quá nhiều giống như là các cái vấn đề dự án đa cấp hoặc là vấn đề về tài chính này kia. Tuy nhiên tầm đây là một kết quả bền vững mà tôi cảm thấy rằng nó lâu dài, nó đòi hỏi cái sự tập trung và lâu dài. Một kết quả này thì là cái điều mình xác định với nhau ấy. Có đơn dễ dàng là ta phải nhân rộng được cái mô hình, nó mới là cái điều nó khó. Và xác định với nhau luôn là cái điều có đơn là điều dễ, nhưng mà cái thành công á, thành công á thì đấy mới là cái điều chúng ta hướng tới. Và không có một cái thành công nào nó quá dễ dàng đâu. Có đơn là dễ nhá, nhưng mà thành công á, để được kiếm được vài chục triệu hay vài trăm triệu á, là chúng ta xác định với nhau là chúng ta cần phải cố gắng rất là nhiều, nỗ lực rất là nhiều, kiên nhẫn rất là nhiều, đúng không ạ? Và cái kết quả là từ vài triệu đến vài chục triệu là bình thường đấy. Và lộ trình của một dropshipper chân chính, chứ không đây là ngồi tránh gió đâu, đúng không ạ? Có rất là nhiều cách để chúng ta cần quảng bá, tập trung vào nó, đúng không ạ? Chúng ta phải trang bị kiến thức nền đấy, rồi chúng ta trang bị lựa chọn ngách, sau đó chúng ta tập trung marketing, tập trung marketing đây này, là cái điều mà chúng admin muốn nói rất là nhiều đó. Kể cả các bạn mà làm lâu năm, đúng không? Các bạn cũng bị mất định hướng rất là nhiều đó. Và trong đây chúng ta cần làm gì? Đây, những cái miễn phí mà Facebook này, Facebook cá nhân, group, fanpage, Instagram, market, đây chúng ta hãy biết một cái sơ đồ tư duy cho này đi nhá. Đấy, hay là thương mại điện tử chúng ta làm Shopee, và các bạn nên làm từng cái kênh, cái kênh dễ dàng làm trước, cái kênh khó làm sau, đúng không ạ? Và chúng ta sở hữu một hệ thống kênh này đối với một cái sản phẩm, chắc chắn rằng các bạn sẽ thành công rực rỡ đấy. Tại vì một dự án đối với admin, một dự án online, đó là một cái một đứa con tinh thần cộng với đó như là một cái công ty của mình. Ví dụ như là tôi tập trung vào trong vấn đề làm quảng bá, đúng không ạ? Tôi xây dựng Instagram. Tôi xây dựng Instagram đó và đăng bài lên đây, Instagram về cái nét thời gian này, đây cũng được like, like của người muốn mua thực sự, chứ không phải là mình bút gì đâu. Đó. Mọi người là nhìn thấy. Đấy, mình đăng vào trong Insta này, chúng ta tạo ra rất là nhiều cái fanpage, đúng không ạ? Cái fanpage để chúng ta làm, mình làm fanpage, đúng không ạ? Làm fanpage, làm cộng đồng về fanpage, làm group, đúng không ạ? Rồi là làm về cả về website nữa, về website, rồi là về Shopee nữa, đúng không ạ? Về Shopee nữa, đó, Shopee nữa. Có 3-4 ngách thời trang mà chúng ta tập trung, đúng không ạ? Đó, rồi là chạy quảng cáo, chúng ta nghiên cứu vào trong này. Đấy. Và quá trình này thì dù muốn dù không, chúng ta cần trang bị những kiến thức về hình ảnh, về content, hình ảnh nó làm sao, đúng không? Chứ không phải cái ảnh đó là ảnh như bình thường đâu. Đó. Là content như thế nào? Rồi chúng ta học cách tư vấn, đúng không ạ? Cái cách tư vấn là khách hàng, đúng không? Là chúng ta phải học các vấn đề về chiến lược. Xong rồi chúng ta học về sale, đúng không ạ? Học về làm video, để làm TikTok, đúng không? Gọi là nói chung là tập trung vào cái vấn đề marketing của bán hàng. Thì tất cả đây là cái lộ trình, đúng không ạ, của một cái người làm dropship chân chính, đúng không ạ? Và mọi người cảm thấy có hình dung được cái con đường, và mọi người có thể thấy rằng cái điều này nó có phù hợp hay không. Và đó là do chúng ta xác định, đúng không ạ? Nhưng mà đấy là toàn bộ bối cảnh của một cái con đường làm dropship mà chúng ta phải trải qua, cũng giống như là lợi ích, cái điều kiện nó khó khăn, cái thuận lợi, cái mà chúng ta có phải là điều mà chúng ta tìm kiếm hay không,
đúng không? Còn lại góc độ làm dropship là chúng ta cần phải học rất là nhiều về marketing, và cái quan trọng là chúng ta học cái kỹ năng đấy. Có cái kỹ năng marketing thì chúng ta làm bất cứ một thứ gì, bán bất cứ thứ gì, làm bất cứ dự án nào, nó cũng không phải là cái điều mà nó khó nữa, đúng không ạ? Và ok, mọi người cảm thấy như thế nào ạ? Cảm thấy tuyệt vời không ạ? Và mọi người có hình dung không ạ? Hiểu không ạ? Mọi người cảm thấy cái kiến thức này nó có thực tế không ạ? Mọi người cảm thấy như thế nào ạ? Tôi chia sẻ này nó chỉ là cho mọi người cái định hướng thôi, và đây là những cái sát sườn nhất. Còn để diễn giải những cái vấn đề này thì có rất là nhiều cái Zoom, rất là nhiều buổi học sau để mình phân tích ở Facebook ra làm sao, fanpage ra làm sao, Insta là như thế nào, đúng không? TikTok là như thế nào, đúng không? Hay là làm website ra làm sao để làm được một cái, tất cả những cái này đều có những cái module chia sẻ, và từng buổi học nó có rõ ràng. Chúng ta làm việc nhau rất là một cái thời gian rất là dài, chứ không phải ngày một ngày hai. Nhưng mà qua cái này vừa sau mình nói lại là thực tế là đó, cả một cái quá trình dài luôn đó, chúng ta trải qua những cái này, đúng không ạ? Trải qua những cái này là cái điều mà chúng ta, một dropship chân chính hoặc là một marketing, đúng không? Một marketer chân chính chúng ta phải trải qua. Thì đây là những cái mà tóm gọn nhất rồi, đúng không ạ? Chưa bao giờ là tóm gọn như vậy luôn đó. Tại vì để diễn giải thì rất là dài, thật là dài. Đấy, thì trong cái buổi ngày hôm nay tới bây giờ đây là chúng ta sẽ nghiên cứu, đúng không ạ? Đấy, nghiên cứu là chúng ta học những cái chia sẻ nhé. Bây giờ là trong Fori có rất là nhiều bạn có những cái kinh nghiệm, đúng không ạ? Rất là nhiều bạn có những cái trải nghiệm rồi. Chúng ta sẽ nghe những cái kinh nghiệm của những bạn ở trong nhé. Bây giờ bạn nào muốn chia sẻ trước nào, đúng không ạ? Trong đây rất là nhiều bạn trong đây là đã có những cái kết quả rồi này. Ok. Hay là bây giờ bạn nào sẵn sàng chia sẻ nào? Chị Chi chia sẻ trước nhé. Hay là cho chị Chi chia sẻ trước nhé. Ok, chị Chi sẵn sàng chia sẻ không ạ? Những kinh nghiệm rồi những cái kết quả rồi là những cái quá trình mà mình tham gia vào trong Fori là như nào, chúng ta chia sẻ đến phần 2 chia sẻ. Đúng rồi, chúng ta học lẫn nhau. Đấy là cái điều admin nói thực tế hay không ấy, thì anh em trong này rất là nhiều bạn đã đồng hành với admin khá lâu. Đúng rồi, chúng ta cùng chia sẻ ngắn gọn thôi, khoảng tầm 5 phút, 7 phút gì đấy. Và đi sâu vào các vấn đề về quá trình, quy trình làm việc, đúng không ạ? Ngắn gọn nha. Ok, và chị Chi nhá, chị Chi trước nhá. Rồi xíu nữa đến Phượng đi. Đấy, Phượng xong rồi đến Duy nha. Duy xong rồi có Nam không? Hôm nay cho anh em nào có kết quả lớn là lên chia sẻ hết. Đấy, xong rồi đến Duy Thắng. Ok. Ok, và mời chị Chi nhá. Ok, Ad nha. Cảm ơn Ad đã cho chị một cái cơ hội để chia sẻ với lại tất cả những các bạn mới ở đây khoảng 5 phút. Thì chào tất cả mọi người. Chị là Chi. Nam Chi thì hiện tại bây giờ là Chi cũng gần 40. Thì không biết là mình có nhỏ hơn ai không. Thì đa phần thì có thể là lớn hơn tất cả các bạn ở đây. Xin phép được xin chị ha. Thì chị vào Fori này là từ ok. Mọi người nhìn hình thì tưởng là chị trẻ ha. Không ai biết là chị lớn như vậy. Thì chị khi mà chị bắt đầu vào Fori là từ năm 2020 tháng 12 2020. Và tới bây giờ là cũng được 7 tháng làm việc. Thì khi mà cái thời gian mà bắt đầu vào Fori á, thì cũng lan man lắm, thay đổi cắt nhắc liên tục. Thế là thấy ai làm được cái gì hay cái gì, cái bắt đầu mình tham gia cái ngách đó, mình làm cái ngách đó, mình làm rất là nhiều thứ nhưng mà nó không ra cái kết quả. Thì cuối cùng á, một cái dịp tình cờ thì chị cũng vào một cái nhóm training free thôi, training free của admin để mà training về cái mảng thời trang. Thì bắt đầu mình thấy thôi thì mình tập trung một lần vào cái mảng đó. Thì cuối năm 2020 lúc đó là bắt đầu bán những cái áo đi á. Đó thì
kết quả tới rất là ok, và hầu như là ngày nào chị cũng có đơn, ngày nào chị cũng đơn và chị bán khá là nhiều luôn. Từ cái bữa training fee đó thì mình thấy là mình cũng muốn đi xa hơn. Và mình gắn bó Sorry là hiện tại tới bây giờ là 7 tháng, và trong 7 tháng đó là cả một sự phấn đấu rất là nhiều, tại vì học thì cái mức học á là chậm hơn tất cả những các bạn ở trong Fori, từ các bạn trẻ các bạn học rất là nhanh, các bạn nắm bắt rất là nhanh công nghệ này nọ, các bạn làm rất là nhanh. Mình cứ phải học đi học lại rất là nhiều lần, học rất là nhiều lần để mà mình có thể làm được một cái trang pay hoặc là một cái Shopee, làm sao cho nó ok nhất và làm sao mà để cho nó đẹp nhất. Thì hiện tại bây giờ là có thể tự tin trong cái việc thiết kế hình ảnh để mà lên được những cái trang pay, cái Instagram rất là đẹp rồi. Và bây giờ thì bắt đầu chiến với lại cái nhất thời trang cao cấp đó, chiến với cái nhất thời trang cao cấp. Thì từ đến cuối năm thì mình tập trung một ngách thôi, cũng như là các bạn khi mà mới vào á, cái kinh nghiệm mà chị chia sẻ thực sự cho các bạn mới vào á, là các bạn hãy chọn cho mình một cái ngách mà các bạn cảm thấy thích nhất và các bạn cảm thấy là mình có thể làm được với cái ngách đó, và mình tâm huyết với cái ngách đó để mà mình nghiên cứu những cái sản phẩm trong cái ngách đó và mình bắt đầu mình làm. Thì ở đây á, các bạn sẽ được học rất là nhiều thứ, từ những cái cơ bản như là làm hình ảnh, làm content, rồi đăng ở đâu, làm fanpage như thế nào, đăng Facebook marketplace như thế nào, rồi đăng Shopee như thế nào. Thì những cái việc đó các bạn đều có thể học được, nhưng các bạn đừng lan man quá nhiều ngách, vì các bạn sẽ không có đủ thời gian để các bạn có thể làm được hết đâu. Tại vì một ngách thôi mà các bạn triển khai ra rất là nhiều kênh, thì các bạn cứ nghĩ đi, một ngày các bạn sẽ đăng biết bao nhiêu là bài. Nội mà marketplace khi mà các bạn muốn bán được hàng đó, là một ngày các bạn không thể đăng dưới 10 bài được, từ 10 đến 20 bài thôi. Ít nhất là cái lúc mà cái thời gian mà chị bán được vào cái năm 2020 là một ngày chị rất là siêng luôn, một ngày chị đăng là 20 đến 30 bài trên một cái marketplace. Nhưng mà lúc đó là chị tập trung một cái marketplace thôi, chị không có những cái kênh khác. Nhưng mà trong cái thời gian mà chị ở đây, chị mới biết là để mà mình làm được á, thì ngoài cái marketplace là cái việc là ra đơn nhanh, ra đơn ngay, thì các bạn còn phải làm thêm những cái kênh khác, mà nó sẽ những cái kênh đó nó sẽ đưa về những cái đơn mà gọi là đơn bất ngờ cho các bạn, là cái đơn có thể lâu dài, và cái đơn gọi là đơn tự động á. Thì những cái đó là từ những cái kênh khác đó, thì các bạn phải làm thêm những cái kênh khác nữa. Và hiện tại bây giờ là ngoài Marketplace ra, chị còn làm thêm những cái kênh khác, có Instagram, có TikTok, có Shopee, tất cả đều phải chỉnh chu hết thì các bạn mới có thể ra được đơn gọi là đơn tự nhiên đó. Thì cứ tập trung, và dĩ nhiên là sẽ có khó khăn, không phải mới bắt đầu vào là đều có thể là bán được ngay và bán được liền. Chúng ta sẽ gặp rất là nhiều khó khăn, nhưng mà hãy trau dồi thêm cho mình những kiến thức, tại vì mình là người mới mà. Mình là người mới thì mình hãy học tất cả những cái bạn đi trước, những cái bạn nào mà ở trong đội ngũ WordMod của Fori, hãy đu bám những cái người đó, và đu bám những cái người mà ra đơn rất là nhiều, họ sẽ có rất là nhiều kinh nghiệm để chỉ cho mình. Đó là cái kinh nghiệm mà chị học được ở trong Fori trong vòng 7 tháng. Thì dĩ nhiên là chị thật sự là không phải là một người giỏi giang gì, tại vì còn rất 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 là nhiều bạn giỏi nữa. Nhưng mà có thể nói là trong 7 tháng đó thì mình đã tiến bộ như thế nào, các bạn hãy so sánh một cái quá trình là mình đã tiến bộ như thế nào để mà mình làm được cái công việc này. Tại vì công việc dropship
các bạn có thể coi nó là một công việc nghiêm túc vì nó kiếm ra được tiền chứ không phải là không kiếm được tiền. Và nhất là trong cái mùa đại dịch này thì cái công việc online của mình là cái công việc mà phải nói là làm thường xuyên luôn, đúng không ạ? Thì nó sẽ giúp cho các bạn thoát được một số cái khó khăn cho cuộc sống, với điều kiện là các bạn phải siêng và các bạn phải làm, chứ không đừng lan man đến quá nhiều ngách. Hãy chọn cho mình một hoặc hai ngách thôi để mà tập trung thật sự, tập trung nhiều hơn từ giờ cho đến cuối năm. Thì thật sự mà nói, nếu các bạn không tập trung thì các bạn sẽ không kịp để kiếm tiền tiêu Tết đâu. Chúc các bạn có được những cái thành công sắp tới, và chị hy vọng là sẽ được hỗ trợ cho các bạn nhiều hơn trong cái thời gian sắp tới nếu các bạn quyết tâm. Cảm ơn các bạn đã nghe sự chia sẻ của chị cho biết từ khi mà vào trong đây giờ là chị đã kiếm được khoảng bao nhiêu đơn hàng, bao nhiêu đơn kể cả Shopee, rồi là cái kết quả từ các cái ngách khác, ngách ở trong Forio mà Forio mà những kết quả nếu như mà tính đơn hàng thì không thể nào mà tính được trong 7 tháng bao nhiêu đơn, từ 1 tháng thì bán nhiều lắm. Từ cái Shopee mà từ cái lúc mà chị bắt đầu với lại Fori á, là hoàn toàn không có một đơn nào hết á. Vài tháng mới có được một đơn, nhưng mà hiện tại là chị có thể tính trung bình bình quân ra là đơn tự nhiên thôi nha, chứ chị chưa có chạy quảng cáo, chứ chị mới chỉnh sửa cái shop cho nó đẹp và đẹp đẽ lên thôi á. Thì là tính ra là trung bình một tháng cũng được 30-35 đơn. Như vậy là cái đó là đạt mục tiêu rồi, mình cũng không có cần phải cầu kỳ, tại vì mình còn làm những cái kênh khác nữa đó. Thì nếu như mà tập trung về marketplace thì ngày xưa cũng vậy, ngày xưa marketplace kiếm được nhiều, khá là nhiều á, nó không ít đâu. Marketplace là một ngày hả chị chat rất là nhiều, và một ngày hả 4-5 đơn cộng lại. Mà đến bây giờ mà tháng 7 này rồi á, thì thật sự là nó mà hỏi chị có bao nhiêu đơn thì chị không trả lời được, nhiều lắm. Ok, cảm ơn chị đã chia sẻ nhé. Rồi bây giờ chị đã chia sẻ nhé. Nếu mà em có cái câu hỏi nào mà muốn học hỏi thêm cái kinh nghiệm của chị Chi thì có thể là liên hệ với chị ở trong cái nhóm Zalo, chị là nick Zalo là Chi nhé. Nguyễn Chi. Nguyễn Chi đúng không? Trong các cái ngách thời trang này sẽ thấy chị hay sâu á, sâu kết quả rồi là chia sẻ. Hiện tại bây giờ thì các bạn sẽ không thấy chị sâu đơn đâu, mà chị sâu về những cái kênh chị thiết kế đẹp, chị thích như vậy. Chị rất thích thiết kế. Tại vì nếu mà sâu đơn nhiều quá thì sẽ có nhiều bạn nói là làm chim mồi cho Fori hay này nọ. Chị không nói điều đó, tại vì chị hoàn toàn không phải là chim mồi của Fori. Chị đã hỗ trợ cho các bạn với tư cách là người đã đi trước vậy thôi. Cảm ơn các bạn đã chia sẻ, đã nghe. Okay, cảm ơn chị Chi nhé. Và bây giờ là chúng ta sẽ nghe chia sẻ của B xem bọn em nào. Duy chia sẻ đâu Duy ơi? Ok, bật mic chia sẻ nhé. Rồi cái quá trình làm, đây là bạn làm việc với mình lâu nhất luôn đúng không ạ? Có những cái gì rồi có thể chia sẻ được, chúng ta làm đúng không ạ? Quá trình làm như thế nào? Đó là vấn đề về trước khi mà ở trong Fori đã có cái kinh nghiệm gì, kiến thức gì, và trong đây thì bây giờ đã có những kinh nghiệm gì, rồi là quá trình làm rồi chúng ta làm được bao nhiêu đơn rồi, nếu như là bao nhiêu đơn kiếm được bao nhiêu tiền rồi. Đấy, thì nói cho anh em để cho em xem là như thế nào nhá. Trong những thành viên mà kỳ cựu ấy, thật sự ấy, còn lại số ít đúng không ạ, kỳ cựu ở trong Fori này, nhưng mà rất ít khi mà lên chia sẻ. Ngày hôm nay mình bắt lên chia sẻ đúng không ạ, và nghiên cứu nhá, xem chia sẻ cho anh em mình như thế nào, là những kinh nghiệm thực tế. Mà xin giới thiệu tí là Duy đã theo admin rơi vào khoảng hơn 2 năm rồi, gọi theo Fori, theo admin học làm marketing, làm affiliate, làm mọi thứ luôn đấy, đúng không ạ, đủ thứ. Tuy nhiên thời gian không nhiều, chỉ là buổi tối thôi, buổi tối anh em mới có thời gian nói chuyện rồi mới làm việc với nhau, học với nhau qua Zoom như thế này thôi. Duy là ở Tiền Giang, chưa có bao giờ mình gặp mặt được. Có rất là nhiều buổi họp ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng mà chưa có duyên để gặp đấy. Và vì là Duy là có gia đình rồi, có gia đình khá là sớm đấy, và
khá là hoàn cảnh, nhiều vấn đề đúng không ạ? Và đấy, hôm nay mình chia sẻ nhé, lên Zoom chia sẻ cho anh em mình xem như nào. Ok mọi người nghe chia sẻ của Duy nha. Chào mọi người nha. Mọi người có nghe rõ không ạ? Mình là Duy. Mình là Duy, mình đến từ Foreign Center. Mình hôm nay mình chia sẻ một chút về quá trình của mình làm. Thì mình vào Foreign Center cũng như anh Minh đã nói là gần 2 năm rồi. Và trước khi vào thì chưa có cái tên Foreign này đâu. Vẫn còn là cái tên Galaxy Team đúng không? Không ạ? Đây chỉ là Galaxy đúng không ạ? Làm kiếm về Affiliate. Có nhiều người kể về cái team đó là ngày xưa có quá nhiều người bị lừa về vấn đề về Affiliate. Nó lợi dụng cái danh nghĩa Affiliate thành ra là mình với cái tư cách là mình là người cảm thấy rằng bây giờ nó bị quá lợi dụng từ Affiliate để chốt khóa học thôi. Đấy, và lập ra cái team đó để là học về Asset Trade và những cái liên quan đến Affiliate. Tôi học rất kỹ luôn và Duy tham gia từ cái thời đấy hơn 2 năm rồi. Chứ không phải 2 năm nữa. Thì cơ duyên mới gặp được admin Quýt Đào. Anh admin hướng dẫn làm từ affiliate đi lên. Thì đó nhớ là học và làm được chốt được cái sale có 10.000. Đó là sale đầu tiên của mình. Và từ từ đi lên. Sau rồi đó là làm affiliate thấy không có thất kết quả nhiều nên mới admin mới nghiên cứu và sang chuyển đổi sang kinh doanh bán phụ kiện, bán thực chiến luôn. Và lúc đó là đâu admin nhập về rất là nhiều phụ kiện, xong đó chia cho anh em bán rất là nhiều luôn, bán sập kênh cái đít luôn. Mình có rất là nhiều, đó là kỷ niệm rất là không bao giờ quên được luôn. Và bây giờ thì chỉ sang dropship. Thì cái chỗ này mình phân tích cho anh mình này, có thể là mọi người không hiểu đấy. Đó là làm affi, nhưng mà đối với một newbie ấy, lúc đấy là bạn Duy là một trang giấy trắng luôn đấy, không biết một gì luôn. Thì xíu nữa thì nghe Duy kể về cái nhân thân của mình một tí, đúng không? Là bạn đang làm cái gì trước khi vào trong Foreign, biết gì về marketing hay không ấy. Lúc đó là gần như là một trang giấy trắng, không biết bất cứ một thứ gì về làm cái fanpage luôn á, cái fanpage rồi là làm cái hình ảnh, rồi làm cái content, không biết một cái gì hết. Đó là khi mà làm về Affi thì chỉ nghe rồi làm theo thôi, có kết quả rất là ít. Và lúc đấy thì mình cảm thấy rằng đối với một cái đội new mai mà làm về drop Affi ấy, lúc đấy mình đã làm được rất là nhiều kết quả từ affiliate rồi đó, từ cả nước ngoài luôn. Nhưng mà đối với anh em ở Việt Nam thì tiếp cận affiliate cực khó. Nên xong rồi là mới bảo là bây giờ là anh em tôi đang có một cái shop là shop điện thoại, đúng không ạ? Và bây giờ là anh em muốn bán điện thoại và bán điện thoại và bán phụ kiện điện thoại hay không á, đó là anh em đồng ý. Lúc đấy trong cái team nó nhỏ lắm, team có 5-7 người thôi đấy, sau đó lên 10-20 người. Đấy là cũng là cái nền móng để tạo ra Foreign sau này. Đấy là kéo anh em làm phụ kiện, xong rồi hướng dẫn anh em đăng bài làm kênh đó, rồi là có một sàn gọi là sàn GetIt. Anh em nào á mà lâu rồi, khoảng 1 năm trước thì sẽ biết cái sàn GetIt này, bán ở trên GetIt là cháy cái sàn này luôn, đúng không ạ? Từ đâu gặp hàng mình luôn, gọi là phủ kín kênh luôn á. Và trên đó người ta còn tạo ra những cái bảo là có phốt luôn, đúng không ạ? Nên ra cái kỷ niệm đáng nhớ là sau khi mà làm xong rồi rất là thành công của đội mình, xong rồi là mình làm sao ấy, xong rồi cái kênh GetIt cửa luôn, đúng không ạ? Nên ra anh em nói vui là mình bán nhiều quá sập cả GetIt đó. Đó là cái quá trình, đúng không ạ? Là cái đầu tiên là cái ngách phụ kiện, cũng là cái ngách đầu tiên mà admin triển khai đấy, cùng đội nhóm này và Duy theo cái thời đấy. Ok. Thì chia sẻ tiếp nha. Dạ. Thì mình công việc hiện tại của mình thì làm ở với ông một cái xưởng đóng đóng thùng xe tải, một cái chỗ ra. Thì lúc chưa biết, lúc đầu thì mình cũng chưa biết cái gì là marketing đó, như em đã nói là. Thì sau đó vào và anh được em hướng dẫn. Ừ.
Bây giờ đang có những kiến thức gì rồi, bây giờ biết như là bây giờ đang có những kiến thức gì rồi đấy, đang trang bị những kiến thức gì liệt kê cho anh xem là đã học được cái gì nên nghiên cứu nhiều quá không biết chia sẻ gì rồi, hôm nay đông người quá nên là nhiều khi là cũng đang ngại đúng không đó. Đây mình đang có kiến thức gì rồi đấy, để ra xem nào. Bây giờ em có kiến thức là SEO marketing play nè, đăng bài chuẩn SEO nè, và làm web, SEO top Google. Đó, những cái đó là cơ bản cái lĩnh vực của mình. Từ trang giấy trắng sang bây giờ là bạn biết làm khá là nhiều thứ đấy, nhưng đào trạng tạo duy là khá là sâu đấy về vấn đề Facebook marketing, tất cả các kênh trên Facebook. Đó, và bây giờ bạn đang nghiên cứu về Shopee, nghiên cứu về TikTok, bạn đang nghiên cứu về Instagram đấy, có nghiên cứu về chạy quảng cáo, đó là làm website, làm content, search top Google, tất cả kỹ năng mà vừa xong tôi nói là bạn bây giờ bạn đã có các cái demo và kiến thức cơ bản hết rồi đó. Anh em có thể kiếm web của Duy qua là thích học kinh doanh đúng không .com với cả shop Duy Nguyễn MMO nữa, Duy Nguyễn MMO nữa .com, Duy Nguyễn MMO .com đấy, thì anh em có thể kiếm bạn qua đó, là tất cả những kênh đó là bạn làm hết đúng không ạ, và học từng cái một thôi là sẽ làm được rồi. Bây giờ là trong cái quá trình làm cái Forry thì mình đã kiếm được bao nhiêu đơn rồi, hoặc kiếm được khoảng bao nhiêu tiền rồi, có thể bật mí cho anh em mình không? Thôi nói tôi đơn hàng này dạ. Hả? Thì từ thấy một, nếu mà một tháng trung bình khoảng 200 đơn. Đó là thực tế là đến khi mà các bạn làm theo cái ngách thời trang á, có duyên là từ phụ kiện nhưng mà thành công gần như là thời trang đúng không? 200 đầu tháng đấy rất là tuyệt vời đấy, là cố gắng duy trì cái sự ổn định đấy. Hai nữa là có những cái người mà người mà thân quen với mình á, nếu mình hãy chia sẻ thêm những kinh nghiệm đấy để cho cái lực lượng của mình nó mạnh lên, thì hãy nên đối với Duy là hôm nay thì nói rằng là anh em mình biết nhau khá lâu rồi đúng không, và học nhau nói chuyện nhau cũng nhiều. Thế thì bây giờ muốn phát triển mạnh hơn nữa thì hãy chia sẻ cái điều này cho những người khác, xây dựng cái cộng đồng và xây dựng cái hệ thống mình mạnh lên, đã đến lúc để mình có những cái cơ sở để mình chia sẻ rồi. Còn gặp khó khăn nào đấy thì liên hệ với admin và admin sẽ sắp xếp những cái bạn đồng hành để cùng phát triển, chứ giống như là Duy là một người hiếm có, tại vì mình một đó là rất kiên trì, kiên định ấy. Thời của Duy đó là có rất là nhiều người giỏi hơn, khẳng định luôn đấy. Duy trong cái thời điểm đấy là không là một, không có dấu ấn gì luôn, không biết marketing, không giỏi về tin học, không có máy tính luôn ấy. Thậm chí là rất là cù bắp, thẳng thắn là như vậy, không phải là đấy, thật sự đúng không? Và đến bây giờ thì phải khá là kinh khủng đúng không? Với cái lượng kiến thức và cho thấy rằng cái độ kiên trì, sự nhẫn lại rất là lớn. Học khó đấy, các vấn đề về web, các vấn đề về content là SEO top là khó, nhưng mà tự học mày mò rất là nhiều đấy. Và đến bây giờ thì chỉ có chia sẻ là anh em đã có nhiều kinh nghiệm rồi, hãy lan tỏa cái điều này cho thật là nhiều người biết được đấy, rồi là hướng dẫn họ làm như mình, chọn được những cái người mà gọi là chân ái đi cùng mình đấy, để cho nó mạnh mẽ hơn trong cái hệ thống của mình đấy. Thì tôi nghĩ rằng cái điều đấy là mình trong cái thời gian tới đây thì Duy hãy đưa ra, đúng không? Đưa cái vấn đề đấy ra để mình xem xét, chứ mình làm một mình hay là làm với người thân hay là như nào đấy thì nó chưa đạt được cái mức khủng đâu, đúng không? Và cố gắng lên, và cái kết quả 200 đơn một ngày là khá ổn, nhưng mà theo admin thì còn phải làm nhiều hơn nữa để có kết quả cao hơn đấy. Thì này, có đây, cái lời nhắn nhủ gì với anh em không? Đó là thì nếu mà trong team có anh em nào mà gặp khó khăn thì cứ inbox cho mình, mình sẽ hướng dẫn rất tận tình. Dạ. Với cái số đơn như thế này em cũng chưa có thấy hài lòng ổn lắm. Dạ, chưa thấy hài lòng lắm. Ừ. Tại vì cũng chưa có thời gian, em làm buổi tối không à. Với môi trường làm không có cho cầm điện thoại nhiều á, không cho sử dụng điện thoại á, nên mà khách có nhắn tin ấy, mình cũng không được inbox cho người ta. Rồi mình lúc mà mình inbox xong cái người ta thôi bên người khác.
nên rất là khó. Dạ. Chứ không là đến tiền hôm anh đi cũng tham mưu rồi là đối với Duy ấy là mình nên nghiên cứu để lựa chọn cái nghề nó phù hợp để có thời gian hơn, thật sự đấy, đấy là thật sự mình phải lựa chọn đó, phải lựa chọn, phải đánh đổi, nhưng mà cứ từ từ xem, mà nếu như mà đủ khả năng, đủ cái kinh nghiệm rồi thì mình sẽ tạo cái bước nhảy, đúng không ạ, để mình đột phá. Còn góc độ này mình với Duy làm việc nhau lâu, nhưng mà ít khi mà anh em có cái câu chuyện nói như này đó. Gần như là không có, tham gia nhiều Zoom đấy. Có mặt nhưng mà lên lần đầu tiên đấy nhỉ, đúng không? Tề vào trong hội Zoom này khá là hay đó. Lần đầu tiên khi mà có một cái vấn đề là nếu như mà admin mà nói mà Duy mà không có gia đình, nên là admin báo luôn, nên là vào đây thẳng luôn làm việc với anh đó, anh em ở chung một văn phòng làm việc luôn thật sự. Nhưng mà có gia đình rồi nên là cũng khó. Đấy, chứ bản thân Duy là làm nghề đấy là ngay khi mà admin nói là làm nghề đấy rất là bó buộc, nhưng mà thật sự phải nói là kiên định đấy. Mọi người phải học cái tính kiên trì của anh Duy. Đấy thì tuyệt vời, không biết nói gì, nhưng mà đấy, đấy là cái điều một trong những cái kết quả mà em có được, đấy là khá tự hào đối một cái người mà không biết gì. Đối với góc độ của anh em mình nhá, là có kiến thức này, có trình độ này, được học vấn cao này. Đấy, trình độ cao đẳng đại học, có kỹ năng về tin học, máy tính thì tôi không nói. Nhưng mà bản thân bạn Duy là gần như là không có bất cứ cái gì đấy. Đã bị gọi là đứng ở góc độ nào đấy thì người ta có thể là tự ti ấy. Chứ không phải đơn giản, đúng không? Nhưng mà cố gắng đến thời điểm này là thế, đó là tuyệt vời. Đây là cái một trong những cái mà anh em mình ở trong đây là đừng có lên so sánh, đúng không? So sánh với những cái đấy, so sánh, mọi sự so sánh là khập khiễng, đúng không? Chúng ta có cố gắng là chúng ta làm hay không thôi, thì đấy là cái mà điều mà qua câu chuyện của Duy mình muốn chia sẻ. Đây cũng là cái buổi đầu tiên mà Duy lên chia sẻ đấy, thì hy vọng là năm hôm sau là chuẩn bị kỹ hơn rồi nói những cái module hay nhá, tâm đắc của mình đấy. Duy có nhiều cái hay đấy, nghiên cứu được nhiều cái khá thú vị đấy, đúng không? Nhưng mà chỉ inbox trong nhóm kín thôi, đúng không? Không có nói chuyện ở trong cộng đồng, nên là nhiều khi anh em cũng không thấu hiểu hết được. Ok à. Ok, cảm ơn Duy nhá. Mọi người cảm thấy bạn Duy tuyệt vời không ạ? Cái câu chuyện của Duy có không cảm hứng không ạ? Em thì cảm thấy cảm hứng vô cùng ấy, thật sự. Ok, và Phượng nãy giờ live stream được nhiều đơn chưa em ơi? Có lên chia sẻ được một tí nào không? Dạ, em chào mọi người nha. Okay. Em vừa live xong đây ad ạ. Cảm ơn đầu tiên này, em cảm ơn ad đã cho em cơ hội lên chia sẻ với mọi người trên live stream hôm nay nha. Giống như mọi người là em đang là một mẹ bỉm sữa. Quen biết với Fori được cuối tháng 12 vừa rồi, tầm Tết, là do một người anh quen biết giới thiệu vô Fori ha. Lúc đầu là em cũng không biết cái gì hết, chứ không biết gì về một mục đích là marketing là gì, kinh doanh là gì, làm sao bán hàng được trên Facebook, hoặc là làm thế nào để có những hình ảnh đẹp và chuẩn sale. Thì em có liên hệ với admin bây giờ nè. Admin chỉ cho em cách bán hàng free traffic, đó là kênh Market Play trên Facebook đó mọi người. Là đơn hàng á, thường thường là admin sẽ chỉ dẫn là tầm sẽ chia ra khoảng thời gian là 3 ngày, 3 buổi trên một ngày là mình sẽ đăng bài, tầm buổi sáng này, buổi sáng, buổi trưa và buổi tối. Thì mình rảnh á thì sẽ đăng tầm 5 đến 10 bài trên một buổi đó. Và thường là tra feed và target lại các vị trí, hoặc là chia sẻ vô hoặc là vô từng vô cái thành phố lớn á. Rồi cái thứ hai nữa là làm cái content nó viết chuẩn SEO như thế nào, hình ảnh đẹp. Rồi và mình học hỏi được admin rất là nhiều thứ, như là làm sao để tăng số lượng mà fanpage này, rồi làm cách nào để làm Photoshop. Hoặc là mới đây nhất mình học được cái là mình tâm thấy mình đang tâm đắc và đang cần nhất là học về chạy quảng cáo. Tất cả những cái gì mà admin á truyền dạy rất là nhiệt huyết luôn. Có cảm giác là mình truyền lửa cho mình á rất là nhiều thứ. Nhiều khi là kiểu tính của mình ngày trước ấy thì là mình có ít là mình kiểu nói sao? Kiểu hơi bị cầm đèn chạy trước ô tô kiểu dạng như vậy á. Thì cũng biết là tính mà admin là lúc nào cũng nhắn tin với admin cả. Em học
vô nhóm học đi nha, học các thứ đi nha, rồi lúc đấy mình mới mò mò mình vô mình học từ từ. Chứ thật là đừng có cái gì mình cũng bắt đầu từ từ một thời gian, mình học hỏi kinh nghiệm dần, chứ đừng có cầm đèn chạy trước ô tô hay là học lan man rồi nó cũng không có kết quả như bây giờ đâu, không có kết quả mấy. Ok, bây giờ nói xem là cái câu chuyện kinh doanh của em là như thế nào, em kể cho em đi nghe xem, cho và các bạn nghe này. Thế là kinh doanh này, kinh doanh những gì, từ nhá, từ khi mà chưa làm gì hết đúng không, rồi chưa bán buôn gì cả, sau đó là bán cổ forex, sau đó bây giờ là qua trải qua bán cái gì rồi đó, bây giờ đang hiện tại đang lại bày rùa, xong là livestream cái gì đấy đúng không. Hôm trước cũng nói chuyện này, mình là tư vấn rồi đó, là có bán được hay không, là số lượng mà đơn mà tổng thể cả trong cái quá trình của kinh doanh, từ khi mà tham gia trong đội nhóm Fori và ứng dụng các kiến thức, chứ không đơn thuần là việc làm dropship. Với sau này Min nói rồi đó, là các bạn có thể học các kiến thức như vậy á, và trao đổi những kiến thức như vậy, và cố gắng học những kiến thức như vậy ở bất kỳ đâu để có thể làm dropship hoặc là kinh doanh, hay là bất cứ affiliate, hay là dropship hay kinh doanh, hay bất cứ cái vấn đề gì mình cũng có thể ứng dụng thành công. Thì đây là một ví dụ điển hình đó, mà bạn Phượng Hiếu và là đang còn là sinh viên nữa đúng không? Dạ đúng rồi. Đúng rồi, vừa sinh viên vừa bị sữa đấy, là đấy, nên ra là hai cái câu chuyện này mình cảm thấy rằng tuyệt vời thật sự luôn, là khá là không phải ít người, không phải nhiều người làm được, ít người làm được đấy. Thì nói rõ thêm cái chỗ này một tí nhé, để cho mọi người trong đây hiểu được về mình hơn, rồi là cảm nhận được là có khó hay không, có thực sự là khó hay không đó nhá. Ok. Thời gian đầu á là mình bắt đầu là bán trong Pori là túi xách nè, đồ thời trang. Sau đó mình có kinh nghiệm dần dần học từ các admin, các kiến thức á, mình sau đó mình áp dụng vô đời sống, như là mình vừa ví dụ mùa mùa bơ một số riêng, bây giờ Lâm Đồng là mùa bơ một số riêng rất là nhiều, thì mình áp dụng lên mình bán bơ, bán sầu riêng một ngày tầm đấy là mình bán tầm ít nhất là 2-3 tạ một ngày. Rồi tới bây giờ á mình Ba tạ là 3 kg các bạn, rất là nhiều, đại gia luôn ở đây chứ đâu, nhà buôn ở đây chứ đâu. Ok. rồi tiếp đến á là mình mình đã có tham khảo ý kiến admin là chỉ dẫn mình cách livestream trên nhóm, trên hội trên Facebook. Thì đơn hàng bây giờ mình đang livestream là đồ bộ pyjama. Thường thường thì đơn mình sẽ livestream vào buổi tối á, nên là đơn cuối la là cũng được tầm 10 đến 20 đơn trên một buổi tối, là cũng nói chung là cũng có kết quả từ admin À, ra rất là số lượng nhiều. tiền mà mình kiếm được nhá, nếu mà số lượng đơn này thì nhiều lắm nhỉ, số lượng tiền kiếm được xem mà, tổng kết số lượng tiền kiếm được hoặc là số lượng đơn kiếm được xem mà, tổng đơn xem mà, đơn tất tần tật luôn xem mà, được nhiều Nếu mà tính số lượng đơn thì cũng nhiều lắm, em không tính được đâu. không? Nên là hỏi chị Chi, chị cũng không đếm được số lượng đơn rồi đúng không, xong rồi là đến Duy, Duy bảo là không biết được bao nhiêu đơn rồi, đến Phượng, Phượng không biết bao nhiêu đơn, thì vấn đề này thì vấn đề kiểm soát là không 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 ổn rồi đúng không? Chúng ta kiểm soát lại xem mà có phải có Excel á, đã nhập vào trong đó, có Excel driver á, nhập vào trong đó để mình biết được xem mình bao nhiêu đơn, chứ xong rồi mình có chứng cứ căn cứ chứ đúng không? Chứ mình nói là mình kiếm được nhiều tiền như vậy ai tin mình đâu đúng không? Nhưng mà cuộc sống này đôi lúc mình cũng phải rõ ràng để cho anh em mình có cái động lực. Đấy là Phượng khá nghị lực á, tôi cảm thấy rằng Phượng khá nghị lực, một trong những người chịu khó học hỏi. Thì qua đây cũng chia sẻ với anh em rồi, là có một số lời khuyên thì bản thân mình đó, là trong thế giới marketing ấy, khi mà bạn Phượng là học khóa học của admin khá nhiều về các cái khóa học như là công thức thành công này, khóa về content, khóa sale này, rồi học VIP member này, trong đó được học toàn bộ cái kỹ năng để bán được hàng, nó thực tế là như vậy đó. Thì bây giờ là cái câu chuyện là bây giờ bạn tham gia cái khóa học rồi, là các cái team á, mình cảm thấy rằng là cảm xúc nhất là khi tham gia cái team nào trong Fori, là bắt đầu từ cái team nào mang lại cái nguồn cảm hứng, rồi là những cái mà mình được học trong cái team đó, bị ở VIP member hay là special team, rồi là có thể nói qua được không? Đấy, để cho mọi người, và trong đó là có giá trị kiến thức như nào mà mình được nhận được cái đó, chứ không phải là từ đâu, đúng không? Cái từ cái việc tham gia vậy, mình có trang bị kiến thức gì cho mình và để đạt được cái thành công như vậy. Đấy, phân tích cái đấy cho mọi người thấy được cái lộ trình của một dropship này, một member bình thường này đúng không ạ, bỉm sữa chân chính này đấy. Rồi có những câu chuyện nào trong cuộc sống mà mình cảm thấy rằng là
có những cái người cũng giống như mình, họ đi sai con đường không, đúng không? Đầu tiên là như thế, hai vấn đề. Okay. Việc đầu tiên á, nếu mà tâm đắc nhất với em á là đợt đó là em có nghĩa là từ VIP member. Vô VIP member là em học được rất là nhiều kiến thức. Nói chung là truyền đạt cái nguồn nhiệt huyết trong em nó kiểu mọi người ấy, truyền nhiệt huyết rất là nhiều. Cảm thấy là mình ở mình có phải có động lực hơn. Mọi người làm được tại sao mình không làm được? Kiến thức đó họ đều được các chị, các admin này, các anh chị đi trước mình có thể hỏi học chỉ dẫn, thì mình cũng phải học hỏi theo, làm theo, làm đến đâu không được đến đó thì mình hỏi lại, làm khi nào được thì thôi. Đó, còn nhiều người ấy thì nếu mà theo em thì bắt đến tiếp thời là cái xong đến VIP member, xong bắt đầu đến special team là một cái nhóm, còn là coi như là hai nhóm trong Fori mà em cảm thấy rất là tâm đắc, mà cảm giác là mình học được họ rất là nhiều điều, từ những cái không phải là cơ bản là từ các dropship, các kiến thức dropship đâu, mà ngoài ra còn có từ affiliate này, rồi các thương mại điện tử hoặc là các tài chính á, học được rất là nhiều điều trong đó, mọi người tham khảo được thật sự là rất nhiều kiến thức luôn, mà mình vẫn bây giờ vẫn còn chưa học được hết. Còn về cái bây giờ mình cũng theo mình thấy thì cũng có mấy chị cũng ở bỉm sữa này mà cũng đang làm về các buôn bán thời trang như vậy, mà mấy chị hơi một cũng đi lệch hướng ấy, giống như bây giờ cũng chiều nay thôi hai chị em mình có tâm sự với nhau, thì có một chị là cũng bán thời trang như này thôi, chị có đăng ký một khóa học, một cái kiểu là một cái dạng như là phần mềm tăng tương tác Facebook á, là chị đó đăng ký khóa học của chị các kiến thức cơ bản cho thôi, thì Fori hoàn toàn là dạy miễn phí, còn bên đấy thì nó tính phí và cả tặng phần kêu là tặng phần mềm là 950. Thì vô tình mình cũng tò mò vô cái phần mềm đó, thì mình mới gọi tổng đài mình hỏi đăng ký là bây giờ em muốn đăng ký Facebook, tương tác Facebook thì một năm sẽ là bao nhiêu, thì thường là sẽ là người ta nói là tầm 1 triệu, thì hai chị em nhìn nhau kiểu cũng hơi tiếc một tí về cái vấn đề đấy. Thực ra là mấy cái kiến thức cơ bản đấy mọi người có thể học được rất là nhiều thứ, nên là mọi người không còn phải bỏ tiền ra học cái những cơ bản đấy đâu. Thật sự là rất là tiết tiền luôn á. Ý là cái vấn đề về truyền đạt của bạn Phượng hay của anh em đây, kỹ năng truyền đạt nó cũng chưa có được rõ nét đó. Ý là có bạn Phượng á, là với anh em cũng hay chia sẻ tâm sự, nói chuyện và anh em hay nói chuyện với nhau đấy, là là cách làm như thế nào như thế kia đấy, rồi là trong cái quá trình mà làm việc đấy thì chiều nay đúng không ạ, là có báo là có một cái phần mềm đấy, và trong một cái chị mà bạn của bạn Phượng này đang tham gia phải mua cái khóa học 950, và nó kể rằng là tốn 950.000 nhưng mà không có học được cái kiến thức gì nhiều hết, mà mấy cái cơ bản này là admin chia sẻ miễn phí trong các cái Zoom về miễn phí này, cơ bản bình thường nó chỉ là cái con đường, nó không có rõ ràng ra một cái vấn đề nào, thì bảo rằng đó là ở ngoài kia là có rất là nhiều cái như vậy, tức là bạn bỏ tiền ra nhiều, bạn học được những cái rất là nền tảng cơ bản, mà trong Fori này là miễn phí, có ebook này hoặc là có những cái bài viết này hoặc là có những cái buổi Zoom như thế này, đúng không ạ, hoặc là trên cái kênh kinh doanh online Z này, trên Fori Center này, hoặc là trên cái kênh YouTube của Fori Center ấy, trên đó rất là nhiều kỹ năng kiến thức miễn phí hoàn toàn, chúng ta không cần phải đi học, đúng không ạ. Còn ở trong Fori thì các bạn tham gia những cái team trả phí ấy, thì đội nhóm mốt về admin chỉ dẫn rất là kỹ càng, là làm được thì thôi ấy, làm ra rõ ràng là tại vì sao ấy, phân tích là nó ngọn ngành luôn á đó, thì đó mới là cái mà các bạn nên học nghiên cứu những cái gạch đầu dòng như vừa xong admin nói đấy. Còn những cái kiến thức cơ bản đấy chúng ta phải tìm hiểu trước, chứ không chúng ta sẽ tốn tiền đúng không ạ, và nó không đem lại cái hiệu quả, nó không đem lại hiệu quả cho bản thân mình, thì hình dung là như vậy. Và có một người bạn của Phượng đó là tham gia những cái khóa học mà nó rất là cơ bản,
kiểu như là Phượng kiểu như là bỏ túi được ấy, đúng không? Và những cái kiến thức nền tảng đó thì phí khá là cao đó, thì nhắc nhở mọi người là hãy nghiên cứu, đúng không? Không biết cái gì thì những cái miễn phí ở trong Khoa Việt cũng khá là nhiều, chúng ta nên hay có thể học được đấy, chứ cũng không cần phải trả phí cho những cái chỗ mà nó không có đào tạo, không có ok đấy. Ok thì cảm ơn cái chia sẻ. Không biết là Phượng có cái nhắn nhủ gì với đội nhóm rồi với anh em mà đã đang sẽ làm không, quá trình làm dropship này để đạt cái kết quả tốt hơn. Okay. Em muốn nhắn là mọi cái gì đó mọi người cũng cố gắng là nên học hỏi và thực hành, làm ra kết quả. Không biết đến nào ấy, thì mình có thể hỏi các bạn lại hoặc là các anh chị đi trước để mình có kết quả tốt hơn và chăm chỉ. Mà kiểu hãy đạt mà hãy ghi đề ra mục tiêu của các bạn vô đây là mục tiêu của các bạn là gì, và để cố gắng hoàn thành được cái mục tiêu đó trong thời gian ngắn nhất có thể. Và chúc các bạn thành công ạ. Ok, cảm ơn Phượng nhé. Thì sẽ rất hay đấy, đúng không? Cô trẻ cảm hứng vô cùng đấy, và em cảm thấy rất là vui khi có những người mà đồng hành với mình và họ có kết quả tốt từ việc mà học tập ở trong Fori rồi ra ngoài triển khai kinh doanh và có những kết quả tốt từ cái kiến thức mà Fori truyền đạt. Đấy là cái điều mà mình cảm thấy rất là tuyệt vời. Đấy. Thì ở trong này Quyết có bật được mic không nhỉ? Quyết có bật được mic không? Hay là Hoàng này, Vũ Hoàng có bật được mic không nhỉ? Bạn nào bật được mic này, Đông có bật được mic không nhỉ? Để chia sẻ này, Đông này, Phương Đông này. Bật mic rồi bật cam lên chia sẻ cho anh em được không? Một số bạn nữa, đúng không? Nhiều bạn trong này là có nhiều kinh nghiệm lắm nhưng mà bạn ngại không muốn chia, không dám chia sẻ đấy. Không đâu, có bật mic được không nhỉ? Quyết thế này, anh em nào bật mic được nhỉ? Chia sẻ nghe một số câu chuyện, anh em cảm thấy là nghe mấy câu chuyện thú vị nha. Đó, và anh em mình chú ý là sau, đúng không, và mời anh em mình cố gắng logic lại cái câu chuyện của mình, logic lại những cái vấn đề mình cần chia sẻ để cho anh em dễ hiểu hơn, còn là có những cái kinh nghiệm hơn, đúng không? Hôm sau thì mình sẽ cho anh em mình chia sẻ những kiến thức mà mọi người em mình cảm thấy là giỏi, tại vì mình là người trực tiếp làm việc các bạn, mà bạn giỏi cái gì thì mình sẽ cho bạn chia sẻ cái vấn đề này. Đấy, thì sẽ hiệu quả hơn trong nhóm á, có rất là nhiều room như thế này cho chúng ta cùng học tập lẫn nhau. Đấy, làm động lực để chúng ta làm tốt hơn. Còn cơ hội là như nhau, ai cũng có cơ hội. Đấy, ai cũng có những cái vấn đề như nhau hết, cũng có điện thoại và máy tính, cũng có cơ hội như vậy đó, nhưng mà cũng không phải là ai cũng thành công được đâu. Chúng ta phải học nhau rất là nhiều, chúng ta phải cùng theo dõi này, chúng ta cùng nhìn nhận này, chúng ta cùng xem xét, cùng đánh giá, đúng không? Rồi cùng đưa ra vấn đề để mổ xẻ. Thì còn anh em nào muốn chia sẻ không nhỉ? Và để dẫn đến thành công của các bạn này còn là cả một quá trình nghiên cứu, tìm hỏi, hiểu và rất là sôi nổi, đúng không? Trong một cái thời gian rất là sôi nổi trong vấn đề chia sẻ, hỏi đáp, để lắng nghe đó, và mình suy ngẫm nói ra cái vấn đề các bạn ạ. Rồi biết bật mic được không? Các bạn mic này, các bạn mic nói chuyện đâu nhỉ? Ok, Thắng chia sẻ được không? Nếu không chia sẻ thì với anh mình cần dành cho mấy anh em mới một tí chứ bảo nói hoài chán. Chào mọi người nhá. Thì giới thiệu sơ qua, tại vì ở trong đây cũng có một số anh em chưa biết mình, thì mình tên là Nguyễn Thắng. Thì mình tham gia Fori Center khá là lâu rồi, và những cái giai đoạn đầu tiên như Duy á, mình là tham gia cùng thời điểm với Duy, sau Duy khoảng tầm 1-2 tháng thôi. Đó, như bạn Duy mà đã chia sẻ cho mọi người đó, thì cái giai đoạn đầu thì anh em xây dựng rất là vui đấy. Đó, nó đúng là một cái kỷ niệm khá là hay từ bán phụ kiện mà phát triển đến giờ.
Thì trong cái Zoom này thì mình cũng không có nhiều cái mà để hướng dẫn cho các bạn đâu, tại vì kiến thức thì rất là nhiều. Thì muốn có một số cái kinh nghiệm và cái hướng đi cho mọi người thôi. Tại vì tôi cũng đã trải qua cái thời gian làm dropshipper từ cái giai đoạn đầu rồi, và cũng có rất là nhiều kinh nghiệm trong cái vấn đề bán hàng, vấn đề quảng bá, vấn đề quản lý đội ngũ. Tại vì sau này chúng ta bán thì chúng ta sẽ gặp một cái gọi là quản lý đội ngũ cộng tác viên, đúng không? Thì cái đó là cái vấn đề sau này. Thì trước khi mà chúng ta bán thì như nãy admin đã chia sẻ cho mọi người rồi, thì phải xác định đúng được cái con đường mà mình đi, và trong Forex Center đã hướng dẫn cho hết rồi. Cái này không nhắc lại nữa, chúng ta chỉ cần tìm đọc ở trên forexcenter.com thôi, thì chúng ta có thể biết được tất cả. Quan trọng là cái thái độ có chịu học hỏi hay không thôi. Còn về cái kế hoạch thì hồi xưa tôi làm rất là hay. Tại vì cơ bản cái câu chuyện mà ngày đầu tôi làm phụ điện thoại là hồi đó là làm kinh doanh, là tôi trước khi tôi làm kinh doanh là tôi cũng đã tham gia ở trong cộng đồng MMO rồi, vào những năm 2013-2014 rồi. Và có cơ duyên thì đến 2017-2018 gì đó là có quen biết được admin Quyết Đào. Thì cũng trong một lần là xin làm cộng tác viên bán phụ kiện điện thoại thôi. Thì tôi còn nhớ như in là cái sale đó, tôi có viết một cái bài blog về cái sale đó, là bán được một cái úp lưng và một cái cục sạc. Đó là những cái đơn hàng đầu tiên đến từ cái mô hình nền móng của dropship. Và hồi đó là tôi bán cộng tác viên thôi, bán thì phải dựa theo cái giá niêm yết chứ không có được bán theo mình định giá như bây giờ đâu. Bây giờ thì các bạn quá sướng mà thích bán bao nhiêu cũng được. Hồi xưa là admin đưa ra giá là 100.000 là phải bắt buộc bán 100.000 đó. Thì đó là những cái đơn hàng đầu tiên, và sau đó là chúng ta Forex Center nó mở rộng ra và phát triển rất là nhiều ngách. Và cái ngách mà tôi yêu thích nhất là phụ kiện thoại đó, và tôi cũng có quản lý chính ở cái ngách đó cùng với admin. Thì cái thứ hai, một ngách nữa tôi rất yêu thích là đồng hồ. Và nhớ cái giai đoạn đó bán đồng hồ rất là chạy luôn đó. Thực tế bán cái giai đoạn mà lúc đó là chỉ có đồng hồ này, visa này, phụ kiện thoại là ba cái ngách chính của Forex Center hồi đó. Và bán hồi đó tôi bán đồng hồ chạy ác lắm, hồi đó cũng xài những cân như các bạn bây giờ thôi. Nhưng mà hồi đó nó dễ bán hơn bây giờ. Bây giờ thì phải thông minh một tí mới bán được, phải chịu tìm tòi một tí nữa mới bán được. Hồi đó thì cũng khá may mắn là cái market play nó mới du nhập vô Việt Nam. Đó, Facebook nó mới phát triển market play, hồi đó bán rất là chặt. Thì hồi đó một ngày khả năng là khoảng mười mấy sale á. Mười mấy sale có thời điểm đó. Hồi xưa là tôi có một cái chị nữa, có kỷ niệm một cái chị nữa là hai chị em là đua sale nhau. Đó là chị Dạ Thương. Đó, ở trong đây thì có một số bạn chắc là không biết đâu, nhưng mà một số bạn đầu như là Duy thì hay là chị Thảo thì có khả năng là biết được chị Thương. Hồi xưa best seller luôn đó. Đó là tôi với chị Thương là đua nhau bán, hoặc là cạnh tranh doanh số. Hồi đó bán rất là vui và ngày nào cũng sâu hơn. Hồi đó là chúng tôi sâu hơn thường xuyên thôi. Bây giờ không phải là không có đơn đâu nha, bây giờ còn nhiều, hồi xưa rất là nhiều. Nhưng thực tế là sâu đơn nó bị gặp một cái tình trạng như này. Chị Chi có nói là sợ là mồi trà hay review trá hình cho Forex Center, là mình cũng không muốn điều đó xảy ra. Nên thôi mình cứ im mình làm thôi. Đó, và những cái kết quả bữa nay của tôi thì nó đến từ những cái việc xây dựng cân, hay là hôm nay mình đã giúp được bao nhiêu người có đơn chẳng hạn. Tại vì các bạn tôi chia sẻ rất là nhiều. Trong cái thời gian mà Forex Center 2 năm thì tôi có khoảng rất là nhiều lớp quá trình luôn đó. Quá trình mở ra miễn phí để dành cho, và từ đó tôi có rất là nhiều mối quan hệ. Tại vì giúp người ta bán được hàng thì người ta quý mình, tôn trọng mình, và người ta sẽ gọi là review cho mình ở trên cộng đồng. Và thực tế thì cái thời gian đầu thì nó cũng khá là khó khăn đó. Làm drop đó, thời gian đầu làm rất là khó khăn luôn. Tại vì biết sao, cơ bản hồi đó là tôi vốn không có nhiều đâu. Hồi đó mà cái thời điểm mà tôi bán, tại vì các bạn biết mà một ngày bán mười mấy sale là cái tiền xoay vòng vốn là một ngày ít nhất phải hơn 1 triệu, đúng không? Một ngày giả sử mà mười mấy sale hàng, mà đồng hồ đâu rẻ đâu, cái 200-300 nghìn, có cái 300-400 nghìn, là một ngày có khi phải 2-3 triệu để tiền xoay vòng vốn.
đó là hồi đó là cái bài toán kinh điển luôn, là phải xoay vòng như thế nào để có tiền mới có tiền được đó, chứ không phải thoải mái như các bạn bây giờ đâu. Các bạn bây giờ thực sự là rất là giàu rồi, hồi xưa tôi nghèo lắm. Hồi xưa tôi bắt đầu khởi nghiệp có 1 triệu bạc, đúng 1 triệu bạc nhập phụ kiện điện thoại luôn, đúng 1 triệu đó, đúng là khởi nghiệp rồi. Thì bây giờ thì cũng đạt được một cái, nói là lúc đấy còn Thắng còn sinh viên mà nhập điện thoại là bán cho anh em trong phòng đó, có những câu chuyện cảm hứng hay lắm, đúng không ạ? Rất tuyệt vời luôn đó. Ừ, nhắc đến cái câu chuyện hồi sinh viên kể cho, nói chung là hồi đó mình từ học cái mà bán hàng đó, mình có một cái tư duy. Và hồi đó trong cái giảng đường đại học á, tôi kiếm thêm thu nhập là phụ kiện điện thoại thì tôi kiếm cũng được nhiều đâu. Các bạn biết một sale bán được có 20-30 nghìn thì làm sao mà đủ tiền mà duy trì. Nhưng mà tôi có cái hay là tôi bán cà phê. Hồi đó tôi có kể cho admin là tôi bán cà phê rồi, tôi bán rất là khôn. Thắng ở Lâm Đồng. Ở Lâm Đồng có cà phê. Đó là tôi lấy cà phê ở nhà. Xong rồi bắt đầu là tôi có một con bé, là hồi xưa là nó chơi chung với tôi hồi còn bé đó. Thì hai anh em thì có bàn với nhau là ừ mày biết pha cà phê không? Đó, bây giờ anh nhập cà phê, anh kiếm mối cho mày, mày pha đi. Xong rồi tôi thuê thêm 2 thằng em nữa. Tại vì tôi đi học đại học thì nó khá là lớn tuổi. Ở trong lớp thì tôi cũng hơn mấy đứa ở trong lớp khoảng tầm 4-5 tuổi cơ. Thì có thuê thêm 2 anh em nữa là đi giao hàng. Và cái nhiệm vụ của tôi đó là đi từng cái phòng ở trong ký túc xá. Bắt mối ạ? Ký túc xá để bỏ mối. Và đó là thời gian đầu, thời gian sau người ta sẽ tự gọi điện cho mình. Tôi có lập một cái nhóm Zalo là để đặt cà phê luôn. Đó rất là hay. Hồi đó là từ hồi đó mình không nghĩ ra luôn, tại vì cái nguồn data xung quanh mình nó cực kỳ tràn ngập luôn. Đó. Do đó tính ra là hồi đó là bán một ngày khoảng tầm 50 ly cà phê và một ly cà phê lại khoảng tầm đâu đó khoảng tầm 6-7 nghìn. Thì tôi sẽ cắt thuế cho em bé kia là khoảng 40%, còn hai đằng kia khoảng 20%, còn lại là của tôi. Và tôi không cần làm cái gì cả. Thực tế là không cần làm cái gì cả. Thời gian đầu thì mình có thể đi chào từng phòng, hồi sau là mình ngồi một chỗ là chất đơn thôi. Rất là hay. Đó, nhớ cái thời bán rất là vui. Và cái đó là cái tiền mà giúp tôi trang trải trong những cái năm mà tôi học sinh viên đó. Thực tế là vậy. Hồi sau thì cũng từ cái đợt đó là có vốn, xong bắt đầu là đâm đầu vô kinh doanh. Kinh doanh về gì ta? Trước đó chứ. Trước đó là bị một cái là hồi có kể admin là kinh doanh dày và thua lỗ rất là nhiều. Hồi mà tôi mà mới sinh viên năm nhất thôi mà tôi nợ đến khoảng tầm 5-6 triệu, 4-50 triệu. Và đợt đó đúng là khủng hoảng. Và tôi bỏ làm kinh doanh khoảng tầm hơn 1 năm. Thì đến cái năm thứ 2, gần cuối năm thứ 2 thì tôi mới gặp admin. Và mùa hè vào tháng 7, tôi còn nhớ là vào tháng 7. Ông bảy gặp em Min rồi truyền cảm hứng lại cho nhau và cùng theo nhau đến bây giờ, cùng nói chuyện đến bây giờ. Đó là cái câu chuyện mà bán hàng á, từ câu chuyện mà cái tôi bán cà phê xong tôi nghĩ ừ sao mà bán hàng nó dễ vậy ta. Thực tế là nó dễ cực kỳ luôn á. Xong bắt đầu là tôi lại, hồi xưa là tôi có một cái tút này và chắc chắn là tôi chưa bao giờ chia sẻ trong Holy Center rồi. Đó là cái tút 100. Và cái tút này là tôi cùng hai thằng em nữa, hồi đó là Galaxy đó, là thằng Trung và thằng Long, là hai cái thằng mà sinh viên ở Hà Nội đó. Một thằng là đại học xây dựng, một thằng là ngoại thương thì phải. Đó, không có nhớ. Thì có một cái gọi là từ cái việc mà thực tế mà mình thấy những cái khách hàng xung quanh mình quá nhiều, tại sao mình không biết tận dụng điều đó. Đó là tôi nghĩ ra một cái tút gọi là tút 100, tôi đặt tên cho nó là tút 100. Đó, đó là inbox cho 100 người bạn trong Facebook để chào hàng. Đó, và nó sẽ có hai cái khả năng xảy ra. Một là người ta sẽ ủng hộ mình nếu đối với những người bạn thân tín, và thực sự có những cái đơn hàng đầu tiên của tôi đến từ những người bạn đó. Một bạn đó là một người đặt cái ốp lưng iPhone 6s, tôi còn nhớ mà, là ở ngoài Hà Nội, là có chơi chung game Võ Lâm Truyền Kỳ với tôi hồi xưa đó. Còn một bạn là ông anh hồi xưa cùng đi chung nghĩa vụ quân sự với tôi, thì có đặt một cái cục sạc Oppo đó, nhớ như in luôn. Và cái đơn nó không đến từ ở ngoài kia đâu, không phải là từ Marketplace, từ Shopee hay từ bất cứ gì, mà đến từ những người thân nhất. Và mình nghĩ hãy nên phát triển từ cái nền tảng đó. Nền tảng là những người xung quanh mình. Hồi đó tôi có một cái tâm lý đó là ngại bán hàng. Và admin Zoom rất là nhiều. Ngại bán hàng, tôi sợ là người ta biết mình bán hàng thế này thế nọ, bị cái tâm lý đó chứ.
là rất là ngại. Ngại ở cái chỗ là tự nhiên bây giờ mình như thế này, như thế nọ, và tự nhiên bán hàng online rồi người ta nhìn mình, hồi đó rất là ngại thật sự. Và khi mà bỏ qua được cái định kiến đó, cái mặc cảm đó thì mới phát triển được đến ngày hôm nay thì cũng khá là thành công. Đối với bản thân tôi cũng khoảng tầm mới ra trường, một cậu sinh viên già mới ra trường khoảng hơn một năm, thì nó khá là thành công so với những người cùng trang lứa với tôi. Tôi không nói những người cùng tuổi tôi luôn nhé, những người cùng tuổi tôi thì họ thành công rồi, nhưng mà họ khởi đầu trước tôi, họ bắt đầu trước tôi bắt đầu sau rất là xa. Thì mình cảm thấy trong những cái độ của mình thì mình cũng có những cái thành công nhất định, đó là biết được rất là nhiều kiến thức về marketing. Ví dụ như là làm website, tôi làm website cực kỳ rành. Ở trong Forex Center thì tôi cũng là thuộc diện chùm về website, dám khẳng định luôn, tại vì tôi giúp rất là nhiều bạn làm website, như là Hảo đó, như là Hảo, như hồi xưa có Cao Nhã này, có Tiến Long này. Cái thời đó thì chắc là mọi người không biết đâu, có Minh Duy biết thôi, những người đệ của tôi đó. Rồi Thảo, nói chung là Mr. Thảo, Thảo luôn con trai với mày gái đâu, chị Ellie đâu nhá. Đó là giúp rất là nhiều, rồi kỹ năng làm Shopee, rồi Facebook Marketing. Rồi có một cái mà tôi tâm đắc nhất trong Forex đó là kỹ năng phễu. Và trong Forex Center có dạy về phễu marketing. Và nếu mà bạn nào chưa học thì nên học. Cái đó rất là hay, cái đó giúp cho mọi người biết được, giải thích được tại sao mình lại có bán được hàng nếu mà học cái đó. Đó. Còn cái vấn đề mà bán hàng đó, thực tế các bạn đừng bao giờ đặt nặng quá. Đặt nặng làm sao mà không bán được. Tại vì những cái đơn hàng nó đơn giản từ những cái người xung quanh. Ví dụ như tôi đi làm, tôi làm ở trong một cơ quan nhà nước. Thì có một câu chuyện ngay ngày hôm nay luôn, tự nhiên tôi đeo cái tai nghe AirPods vừa nãy luôn này. Vừa nãy tôi đang làm việc trên cơ quan, tôi có đeo cái tai nghe AirPods đó để tôi nghe Zoom, tại vì trong phòng làm việc khá là đông. Thì tự nhiên có cái anh ở bên phòng ban khác, anh qua anh hỏi cái tai nghe không dây là bao nhiêu, và tôi vừa chốt được một sale xong. Và trong đêm có lại 200.000, ngày mai có tiền ăn phở. Rất là đơn giản, là những cái đơn hàng nó thực tế là nó đến từ xung quanh mình. Và cái câu chuyện mình phải chuẩn bị để thành công, chuẩn bị để bán được hàng, chứ không phải là bị động, luôn luôn chủ động. Tại vì khách hàng có thể ập đến bất cứ lúc nào. Giả sử như nhá, tôi làm một bài toán cho các bạn để các bạn thấy được là cái việc bán hàng nó đơn giản nha. Các bạn có một cái profile Facebook 5.000 người đi, làm cho 5.000 người cho nó tròn luôn đi. Giả sử với một cái tỷ lệ chuyển đổi là 80-20, và đây là công thức vàng ở trong kinh doanh mà các bạn khai thác được ở trong cái profile Facebook cá nhân, thì các bạn cũng đủ sống qua ngày. Nói giàu thì nó hơi xa xỉ, nhưng mà đủ sống qua ngày. Và thực tế có một cái thời điểm là tôi bán là dựa vào Facebook cá nhân khá là nhiều. Hồi đó bán cái vòng phong thủy này, đây là cái vòng phong thủy này, hồi đó bán là bán ở trên Facebook cá nhân, và cũng áp dụng cái top 100 đấy, nhắn tin mày bữa nay tao có bán mấy cái đồ phong thủy này, đeo đẹp lắm đó, rồi người ta mua, và đừng có ngại, mình bán hàng tốt cho người ta, mình sợ gì. Và trước khi bán, nếu mà các bạn nào mà sợ quá thì nhập về mà test thử, đơn giản, đừng có tin bố con nào bảo hàng tốt lắm, tự mình về mình trải nghiệm. Đó là cái câu chuyện mà về kinh doanh đó. Tại vì ở trên đời mà cha mẹ ta nhiều lúc còn lừa dối ta mà người ngoài là gì, nên nếu mà muốn mà thực tế nhất, nhập hàng về mà xem, muốn bán một cái váy đúng không, nhập về một cái nó trả bao nhiêu tiền. Với các bạn nữ giả sử nhá, bán một cái váy đúng không, nhập về xong có hình sản phẩm, quay chán chê xong mặc đi chơi đi tiệc đó, giờ dịch thì không đi tiệc được, nhưng mà hết dịch thì có thể là đi chơi bạn bè, đi đám cưới vậy. Rồi ví dụ như là đàn ông thì có thể là mua đồng hồ, và Duy cũng có bữa khoe cái đồng hồ mà mua về đấy, xài mấy năm mà chưa hư đấy. Đó, như tôi giả sử tôi mua những cái sản phẩm về, có thể là tôi chụp hình xong rồi có thể mình đeo. Rồi những cái ví da, đằng sau đây có rất nhiều ví da này, tôi là fan cuồng về ví, mà tôi có khoảng tầm mười mấy cái ví thực tế luôn, và hầu hết là đến từ Forex Center. 80% là ví tôi mua là từ Forex Center, đủ loại luôn, tôi rất là ghiền ví. Đó, tiền thì ít nhưng mà ví thì nhiều. Đó, thế là vậy. Thì đó là cái câu chuyện mà thực tế mà bản thân tôi đã gặp qua trong cái thời gian mà làm kinh doanh.
và dành cho những bạn mà mới bắt đầu mà đang phân vân, chưa biết làm cái gì, chưa biết làm sao để bán cho hàng. Các bạn gọi điện về cho bố mẹ bạn hay anh chị bạn bảo ủng hộ đi, người ta không nhờ tiếc khi mà các bạn mới khởi đầu kinh doanh của công việc chân chính. Gia đình là cái người mà sẽ ủng hộ chúng ta, bạn bè là những người sẽ giúp đỡ chúng ta. Đến từ những người đó trước đi, tại vì nếu mà cái người mà chúng ta hiểu nhất đó là bạn bè và gia đình mà chúng ta còn chả bán được thì ra ngoài xã hội chúng ta bán như thế nào, làm sao chúng ta tư vấn, đúng không? Tại vì chúng ta chả biết họ là ai cả, không biết sở thích, không biết insight của họ là gì, sao ta bán từ những người thân thích nhất. Đó có thể là đồng nghiệp, và admin cũng như vậy thôi. Admin cũng bán rất là nhiều điện thoại từ đồng nghiệp thôi, thực tế, và bán từ tôi nữa nè, đồng đội nữa nè. Và tôi mua rất là nhiều điện thoại của admin, hỏi admin là biết. Từ lúc mà vô Foundry Center mua rất là nhiều điện thoại ở bên admin. Đó cũng là một cách. Hoặc là có một cái rất là hay khi mà mua hàng, và mua hàng này có tỷ lệ chốt sale thành công 100% này, chỉ cho các bạn. Đó là tự mua cho bản thân mình. Thì mình sẽ được một cái giá gọi là giá drop, nó gần như giá sỉ. Và chúng ta lời được một khúc, giả sử như thay vì chúng ta mua một cái váy ở ngoài kia với giá 200.000 mà vô đây nó còn 160 hoặc là 130 gì đó, chúng ta lời được 70.000. Đó là coi như chúng ta đã lời được 70.000 đi, và chúng ta bán cho bản thân chúng ta. Và cái tỷ lệ chốt sale nó sẽ là thành công 100%. Ok chưa? Công việc của bán hàng nó cực kỳ đơn giản, nó không có phức tạp như các bạn nghĩ đâu. Đó, do đó Phượng bán rất là chặt. Đó, bán bơ, bán sữa gì đó. Bán bơ, bán sầu riêng gì đó. Không biết, hôm bữa thấy bé nó sâu, không để ý. Thì nó bán toàn là bán trong người thân mình như đâu. Bà bán toàn là bán trên Facebook, đúng không? Trên Facebook cá nhân. Thì hầu hết những cái sàn hàng mà nông sản, hàng mà ăn uống như vậy, hầu hết là bán cho những người thân của mình, người ta sẽ ủng hộ. Và ủng hộ một lần thì sẽ có hai lần, và ủng hộ thấy ngon họ sẽ giới thiệu cho người khác. Quay trở lại với cái phút chăm chỉ cho các bạn nó xong, rồi sẽ kết thúc lại cái chia sẻ ngắn này. Thì nãy tôi có nói là về cái hướng mà lúc mà áp dụng mà top 100 trên Facebook đó, nó sẽ có hai chiều hướng xảy ra. Một là họ sẽ mua hàng như chúng ta. Hai, nếu họ không mua thì chúng ta sẽ tính phương án khác, đúng không? Ừ, mày không mua mày có thể giới thiệu cho bạn mày mua chúng ta một câu thôi, rất là tình cảm. Tao cũng đang giai đoạn đầu bán, cũng gặp rất nhiều khó khăn, ít đơn hàng, có gì mà giúp đỡ. Và ai là những người bạn thật sự của chúng ta thì họ sẽ giúp đỡ chúng ta. Còn những ai mà thấy phiền khi chúng ta bán hàng rồi nói ta này nọ thì tốt nhất là thôi, mình nghỉ, cắt luôn. Thì đó chả phải bạn, đó là mày. Tại vì mình làm một công việc rất chân chính, đó là bán hàng, kiếm tiền rất là chân chính, mà họ không ủng hộ thì họ không phải là những người bạn của mình. Và thực tế là lúc mà tôi bán hàng online, tôi đã rất mất rất là nhiều người không phải bạn. Và họ chặn tôi luôn. Ừ ok, chặn đi thôi, khỏi chơi. Không có gì cả. Có rất nhiều bạn mà mình thấy mình bán hàng nhiều quá, xong họ chặn. Và đúng không, câu chuyện nó cũng khá là bi ai. Có một người bạn thân của tôi, đó là cũng chơi với nhau mười mấy năm á. Thì mình bán hàng nhiều quá, xong hôm đó tự nhiên mình định vô, mình nhắn tin cho nó. Thì mới phát hiện ra là Facebook chặn. Xong mình gọi điện thẳng cho nó, thì nó hỏi là mày đăng bán hàng nhiều quá tao thấy phiền, xong rồi tao chặn mày. Xong rồi từ đó giờ thì tôi cũng không có nói chuyện lại với bạn đó. Thì đúng, thì lúc đó mình mới nhận ra được là từ trước đến giờ mình luôn ảo tưởng trong một cái mối quan hệ. Đó là về vấn đề xã hội nhé, nói ngoài lề thôi. Thì đó là cái vấn đề mà tâm lý sẵn sàng cho những cái bạn mà chưa có tự tin trong việc bán hàng, thì nên bỏ qua những cái bán ở trên Facebook cá nhân trước. Tại vì đây là một kênh rất là dễ. Dễ ở cái chỗ là đó toàn là những người biết mình rồi, thì họ sẽ ít nhất là họ sẽ tin tưởng mình là cái việc đầu tiên. Còn cái việc thứ hai là họ có mua hàng hay không thì kệ họ đi. Họ mua cũng được, không mua cũng được. Công việc của mình là quảng bá thôi mà. Công việc của mình không phải là ép khách hàng mua hàng. Công việc của mình đó là quảng bá và trao cái giá trị tốt nhất của sản phẩm đến khách hàng. Đó là cốt lõi của việc bán hàng đó. Còn cái việc họ mua hay không đó là tùy họ. Đó. Rồi, chắc là cái chia sẻ nó chỉ có như vậy thôi. Một cái hướng như mọi người làm đỡ có bị phức tạp hóa, tại bán hàng nó dễ lắm, nó không có khó như các bạn nghĩ đâu. Và tôi chỉ muốn chia sẻ những cái kinh nghiệm này thôi, còn về cái vấn đề mà sâu đơn hàng hay không thì thôi, chắc là mình sẽ bỏ qua phần đó, tại vì khoe nhiều quá không tốt, chia sẻ thì nó sẽ hay hơn là khoe mẹ. Ok ok
Rồi chúng mình là về mình nhá. Cảm ơn Thắng chia sẻ nha. Mọi người cảm thấy cái chia sẻ của Thắng như thế nào nhỉ? Thấy ok không? Hay không? Mình cảm thấy như nào ạ? Trong các cái buổi chia sẻ của bạn Phương này, của Duy này, của Dịch Chi này, của Thắng, mọi người cảm thấy như thế nào? Mọi người nếu như mà cảm thấy hay thì mọi người có thể dành cho các bạn một cái lời động viên đó. Cảm ơn hoặc là cảm thấy rất là tuyệt, cảm thấy hay hay là cảm thấy có động lực, mình có thể chia sẻ cho những cái người bạn của mình. Đó là những người đồng hành cùng với mình trong, nếu mà các bạn trong Forey Center sẽ còn gặp nhau nhiều, đỡ học ra rất là nhiều. Trong ngày hôm nay thì mình định hướng là các cái vấn đề liên quan đến quy trình, các vấn đề liên quan đến kinh nghiệm. Còn sau này chúng ta sẽ làm việc với nhau nhiều trong vấn đề chuyên môn nữa. Các vấn đề chuyên môn nó còn hay nữa, đúng không? Các rất là nhiều tool tip để thành công trên Shopee này, trên Marketplace này, trên Facebook Marketing này, rất nhiều thứ để chúng ta chia sẻ nha. Và sau đây thì mình sẽ có một cái chia sẻ, và hôm trước đã có chia sẻ trong nhóm rồi. Và bây giờ mình sẽ cho anh mình xem một cái quy trình ở trong Forey Center triển khai, và các bạn có thể là tương tác và tập trung làm việc với nhau nhiều hơn nữa khi mà các bạn triển khai cùng Forey nha. Và bây giờ đúng không ạ, và một cái cơ hội cho chúng ta tham gia vào một cái cơ hội. Trong đây là còn những bạn cuối cùng trong buổi hôm nay sẽ chia sẻ cho bạn một cơ hội tham gia quá trình. Và bây giờ nhé, tất cả các bạn ở trong Forey đều được học một cách bài bản khi mà triển khai. Thì hiện tại bây giờ là đã đến một cái giai đoạn mà mình chuẩn bị xong các cái vấn đề về content và quy trình triển khai. Và hiện tại thì mình đang watching các cái vấn đề về dropship. Và khi mà tham gia team watching này, đây là một cái team mình nói là một cái team được đào tạo và được tham gia cùng đội nhóm Forey vào đội tháng 1, cũng giống như là các bạn cùng có nhiều kinh nghiệm với Forey. Và trong cái team watching này anh em mình sẽ được hướng dẫn đào tạo một vấn đề về hướng dẫn đào tạo về dropshipping, cộng với là nhận full bộ tài liệu, về dropship, với các ngách, đúng không ạ? Và trước mắt đó là các vấn đề về thời trang đó, visa đó, các vấn đề về phụ kiện điện thoại, và nhận full bộ tài liệu về các vấn đề này đấy. Và cộng với việc là các bạn được nhận một cái giá tốt hơn, một cái giá ưu đãi, đúng không ạ? Tốt hơn giá góp rất là nhiều để tạo điều kiện cho chúng ta triển khai thành công dropship. Giá tốt hơn với giá dropship bình thường. Và các bạn được học được một hay nữa là các bạn được tham gia học dropship, đúng không? Và học về marketing cơ bản để là bước đệm nếu chúng ta thật sự mà muốn thành công nhanh chóng và chúng ta có thể là đi tắt đón đầu á, thì chúng ta có thể tham gia với team này. Và hiện tại thì admin đã chuẩn bị xong cái bộ content liên quan đến vấn đề này. Đây là cái bộ content mà được đội nhóm admin và nhóm mod nghiên cứu cộng với các cái giáo án đào tạo triển khai. Thì trong cái bộ đào tạo có nhiều bộ đào tạo cho các cái team khác nhau, thì bộ lần này là dành cho newbie. Thì ở trong này nó sẽ gồm các vấn đề như là content đăng bài này đấy,
trong đây thì admin đã có sự chuẩn bị về các cái content đăng bài như hôm trước là đã giới thiệu rồi đúng không ạ, và admin chưa có public đó. Và hôm nay thì về vấn đề đây là các cái content về thời trang, các content mẫu được chuẩn bị sẵn đấy. Hai nữa là các vấn đề như là túi sách, như là phụ kiện điện thoại, như là visa, các cái content sẵn để cho chúng ta có thể là triển khai luôn đấy, và ứng dụng trong cái marketplace luôn. Hai nữa là các cái content liên quan đến vấn đề về các cái tiêu đề đấy, các cái tiêu đề mà hơn 20 tiêu đề, và tiếp theo có các cái tiêu đề được cập nhật sẽ là khoảng tầm 50 cái tiêu đề mà giật tít để chúng ta thành công đối với marketplace đó. Cộng với chưa hết thì anh em mình có thể là nhìn thấy khi mà tham gia dropship với Forry đúng không, là anh em mình có phải là chúng ta đang tham gia, ví dụ như vào cái nhóm thời trang này chúng ta vào trong đây đúng không ạ, chúng ta thấy cái bảng giá, chúng ta vào trong nhóm chúng ta thấy bảng giá này thì chúng ta phải tải từng bộ tài liệu này đúng không ạ, thì ở trong cái đội nhóm này mình đã tải full bộ tài liệu này về chung lại một, ví dụ như là với thời trang cao cấp đã tập trung vào trong một folder luôn, chỉ cần vào một cái folder này thôi là chúng ta có thể toàn bộ luôn, toàn bộ mách ở trong này luôn đấy. Ví dụ như là đây là về vấn đề về thời trang này đó, được chưa ạ, đấy là chỉ là áo crop top, toàn bộ áo crop top ở trong một folder, và đội ngũ admin rất kỳ công để gom lại đấy, cho anh mình xem đấy, được không ạ. Và trong đây bạn có thể nhìn thấy rằng có rất là nhiều này, áo thun gia đình, áo thun cao cấp, áo nỉ nón, các sản phẩm vẽ được tập trung vào một folder, và đây là thời trang hot team, và các cái ngách khác cũng tương tự như vậy vào một trong một cái folder thôi là chúng ta có thể lấy được hết luôn để tải phát về hết luôn đó, là cái thời trang hot team này, về kể cả thời trang cao cấp cũng có luôn rồi nhá. Trong chiều nay là đã xong bộ content của thời trang cao cấp, là trong bộ thời trang cao cấp là cũng full toàn bộ mọi thứ luôn rồi đấy, là chia theo từng ngách, chia theo từng ngách là chúng ta có thể là triển khai luôn đây, mọi người hãy nhìn thấy rất nhiều đúng không ạ. Đó, tiếp theo là mọi người sẽ được, anh em nào trong khi mà mình đăng ký tham gia quá trình nhá, thì sẽ được nghiên cứu thêm là cái hướng dẫn về Facebook, hướng dẫn về Shopee. Ví dụ như là hướng dẫn về Shopee thì có những cái liên quan đến cái ebook đúng không ạ, chúng ta sẽ được đọc một cái ebook về cái này, là được đội nhóm admin và mốt với kinh nghiệm thực chiến, chứ không phải là cóp nhặt, mà là chính cái kiến thức thực chiến mà admin là người đào tạo trực tiếp đã tổng hợp ra đúng không ạ, là bây giờ làm thế nào để là chiến thắng trong vấn đề về Shopee nhanh chóng hơn đó, các cái content mẫu ở dưới này và cái hướng đăng bài như thế nào, content mẫu như thế nào đó, ví dụ như một số bài mẫu này, và trên này là cái cách đăng bài trên Shopee này đó là vấn đề về Shopee này. Đấy, trên này có vấn đề về marketplace nữa này đúng không ạ, vấn đề về tài nguyên đúng không ạ, ngoài ra là mọi người được cái tài nguyên về hình ảnh như vừa xong admin nói rồi, thì là còn cái bộ tài nguyên về các khung hình, mọi người sẽ được nhận những khung hình này để lách đúng không ạ, lách hoặc là trang trí Shopee cho tốt hơn, hoặc là lách vấn đề về check AI của thằng marketplace để đăng được nhiều hơn. Ví dụ như một ảnh thôi mình chèn 40 khung vào thì mình sẽ đăng được 40 bài khác nhau, bạn cứ tưởng tượng là mình có 1.000 tấm ảnh thì chúng ta sẽ đăng được như nào đúng không ạ, chúng ta sẽ đăng được vô cùng nhiều hình luôn, là hơn 40.000 bài ấy, phủ kín marketplace. Đấy là cái top marketplace khi mà các bạn tham gia nghiên cứu thì sẽ được chỉ dẫn những cái cơ bản nhất để chúng ta thành công. Thì đây là cái mà cơ hội dành cho anh em mình khi mà tham gia cái team coaching này, coaching team, và cái coaching team này là cái như kiểu là một cái khóa vỡ lòng, và bộ content này được gói gọn lại cho anh em mình nếu như mà anh em muốn tham gia vào trong cái nhóm này. Thực tế là bây giờ trong nhóm này coaching team là cái nhóm khóa mà vỡ lòng thôi, hiện tại thì đang có rất là nhiều khóa coaching ở đây đúng không ạ, và anh em được thảo luận, nói chuyện, chia sẻ những cái vấn đề này đấy, chia sẻ những cái vấn đề này, mọi người đang ứng dụng những cái vấn đề này để triển khai. Ok đã, và mọi người có thể nhìn thấy những cái bạn có nhiều đơn cũng ở trong này, có nhiều kinh nghiệm ở trong này, và hiện tại mà anh em nào mà muốn tham gia vào cái cộng đồng dropship thực tế, mà để gọi là cái này không phải là cái khóa cuối cùng, đây là cái khóa khởi đầu cho chúng ta, và trước đây ấy, thì chưa bao giờ có một cái tiền lệ mà có những cái content soạn sẵn như thế này. Đây là lần đầu tiên mà đội ngũ admin rất là kỳ công để soạn thảo và có một cái giáo án cụ thể để hướng dẫn anh em mình, tạo ra rất là nhiều cái zoom và chia sẻ cho anh mình những kiến thức ở trong đấy luôn. Đấy, thì nếu như anh mình muốn tham gia, đúng không? Bao nhiêu em muốn tham gia, và cái này có phí, và admin đã cân nhắc rồi, hôm trước đã khảo sát với anh em rồi là
một lead đúng không ạ, có nghĩa là một một slot đó, vào trong là 699k để chúng ta vào trong và chúng ta sở hữu toàn bộ những cái mà vừa sau này mình chia sẻ đó. Và sau đó là chúng ta sẽ có nhận được nhiều cơ hội khác tham gia vào VIP member. Chúng ta phải làm được hãng thì chúng ta sẽ có những mục tiêu cao cấp hơn, và chúng ta muốn toàn diện luôn và triển khai ngay lập tức vào trong một ngách về hình ảnh, về content mẫu, về cách triển khai và tập trung, nếu mà có đủ sự kiên trì, đủ sự nhẫn nại đúng không ạ, và làm theo đúng lời hướng dẫn của admin thì cam kết rằng tất cả chúng ta sẽ có đơn. Giống như vừa sau admin trong đầu tiên ấy, admin đã chia sẻ cái đội nhóm, và đội nhóm đó thì VIP member thì chi phí khá là cao, nhưng mà đối với đội phát team này mà anh em mình nó thực sự muốn đồng hành cùng Forex, đồng hành và nghiên cứu triển khai thì đăng ký đúng không ạ. Và trong cái buổi Zoom này đúng không ạ, thì anh em nào mà muốn đăng ký thì nói tôi muốn tham gia đúng không ạ, comment tôi muốn tham gia nhé. Kể cả những anh em mà đã từng tham gia luôn rồi đúng không ạ, thì để mình chốt danh sách để xíu nữa chúng ta sẽ triển khai đúng không ạ, add vào trong nhóm và chúng ta sẽ hướng dẫn cái cách sử dụng cái bộ content đấy trong buổi Zoom này anh mình muốn tham gia nhé. Ok, Duy nha. Chiến. Sau cái buổi Zoom, sau cái cơ hội này thì chắc khả năng đến buổi Zoom này cũng đến đây là kết thúc đúng không ạ? Và hy vọng cái cơ hội này sẽ là một cái bước đệm để cho chúng ta bắt đầu với công việc nghiêm túc. Và riêng một cái bộ này mà nói mà 699 nó là cái điều bình thường. Thật sự rất là mất thời gian của đội nhóm admin và có rất là nhiều luồng để nâng giá lên đúng không ạ, để tập trung triển khai, nhưng mà anh nghĩ rằng đây là cái cơ hội tạo điều kiện cho mình làm. Ôi, nó cũng là 699k này chỉ cần vài đơn thôi, nếu mà anh bán phụ kiện điện thoại thì cần 3 đơn thôi, hỏi thắng là biết 3 đơn thôi, một đơn thắng là 200.000 tiền lời mà, hoặc là 300.000 tiền lời thì cần 2 đơn thôi là hòa rồi. Nhưng mà ok, em nhiều mà chiến thì vào đúng không ạ, là cái khởi đầu và chúng ta sẽ được học trong Forex sẽ còn cái gì nữa đúng không ạ. Và cố gắng nhé, quan điểm là chúng ta ai mà thật sự là tập trung, kiên trì và nhẫn nại làm theo đúng lời hướng dẫn thì chắc chắn rằng cái kết quả cũng giống như là các bạn mà vừa xong chia sẻ thôi. Còn ở trong này có một số bạn nữa này, như là Hải Quách này, hôm nay là đi làm không có chia sẻ được này, giống như là bạn Phương Đông này, Phương Đông này vừa xong buổi đầu là có bật cam nhưng mà không bật được, là chắc là khả năng là tối rồi, là đặt con nhỏ đúng không ạ. Một số bạn nữa vừa mới ao đúng không ạ, chắc là con nhỏ không chia sẻ được. Một số bạn có những kinh nghiệm rất là hay và thành viên cũng rất là mong muốn các bạn lên chia sẻ đấy. Thì đấy, có Minh Quang nữa này, có bạn Nam nữa này, một số bạn rất là giỏi luôn nhưng mà chưa bao giờ lên chia sẻ đúng không ạ. Và mình phải hôm nào đó mình phải nói lên bằng đường chia sẻ cho anh em mình. Ok, anh em mình nào muốn tham gia nữa không ạ? Và anh mình cứ suy nghĩ nhá. Ok, Trần Hùng này, Trần Tùng đúng không ạ? Ok, Bích Phượng. Ok, Đức Nghĩa nhá. Ok, bạn Như này đúng không ạ? Ok, chị Chi đúng không ạ? Ok, Hải Quách đúng không ạ? Ok, khá là nhiều đúng không ạ? Và anh em nào mà dùng đúng không ạ? Thì chúng ta vào làm việc. Ngoài cơ hội ở trong dropship, ở trong Forex còn một cái cơ hội rất là lớn, đó là affiliate marketing. Affiliate marketing mà khi các bạn làm được rồi ấy, thì các bạn có thể là hướng dẫn về đào tạo này, về phần mềm này, về kỹ thuật này, về các cái vấn đề về công cụ rồi là các cái vấn đề về tài nguyên. Có rất là nhiều thứ để affiliate để kiếm tiền này. Đó, đơn cử là ví dụ như là admin có cả bán nick Facebook chẳng hạn. Ví dụ như bán nick Facebook thì admin đang bán từ 100 đến 300 nghìn một nick, bạn hoàn toàn có thể được một cái giá tốt hơn để mình bán những thứ mà không phải là đơn thuần là dropship, hay thậm chí là các cái khóa học ở trong Forex bạn cũng làm được rồi, thì bạn có quyền là người đào tạo. Và trong đây thì admin đang hướng đến là cái mô hình đào tạo, gọi đào tạo anh em vừa xong mới nói Duy là cố gắng nhân rộng hơn, chia sẻ nhiều hơn để mình hướng đến là một cái người toàn diện hơn, toàn năng hơn, chứ không phải đơn thuần là chỉ là bán hàng. Bán hàng thì đã ok rồi, thì bây giờ mình nhân bản lên cho thật là nhiều người cùng đồng hành với mình đấy, thì đó là sứ mệnh. Hãy có một cái sứ mệnh khác thì khả năng biết đâu đến duyên chúng ta sẽ thành công đấy. Thì còn nhiều cơ hội nữa trong Forex. Ok, và đến đây là cái buổi chia sẻ đến đây kết thúc. Ok, và admin nhá, xin phép anh em nào mà đăng ký đó đúng không ạ,
liên hệ cho admin cái số này 0365988719, liên hệ cho admin cái số trực tiếp này nhé. Và trong này cam kết rằng sẽ đào tạo cho chúng ta tới khi mà chúng ta làm được thì thôi. Và shopbot không giới hạn, shopbot từ năm này qua năm khác luôn, nói chuyện từ năm này qua năm khác cho tới khi thành công. Bởi vì bản thân admin làm là xác định làm là làm tới cùng, làm tới bến, làm cho tới khi mà ra ngô ra khoai thì thôi, chứ không phải là làm hời hợt. Mà đây là cái một cái khuyến mãi thôi, đúng không ạ? Chứ nếu như mà để mà trend một quá trình như này thì thường là hơn 1 triệu đến 2 triệu. Còn hôm nay mà anh em nào mà đăng ký thì là có 699k, đúng không ạ? Dành cho khoảng tầm 5 đến 10 bạn nếu mà bạn muốn tập trung. Ok, xin chào và hẹn lại. Và anh mình cảm thấy cái buổi chia sẻ ngày hôm nay có ok không ạ? Có hay không ạ? Và chúng ta hãy nói một cái lời động viên, lời cảm ơn, hoặc là một cái lời chia sẻ. Hôm nay rất là nhiều bạn lên chia sẻ luôn. Cảm ơn Duy nha, thay mặt đội nhóm tất cả mọi người, cảm ơn Duy đã chia sẻ này, cảm ơn Phượng đã chia sẻ này, cảm ơn Trịnh Chi này, cảm ơn Thắng này. Đấy, đã chia sẻ cho anh em những kinh nghiệm. Thực tế lại thì cũng thấy đó là những động lực cho mình để mình xây dựng cái cộng đồng tốt hơn, để mình đầu tư hơn về vấn đề về chất lượng hàng hóa, rồi là mình tự cảm thấy rằng là mình là có ích cho cái cộng đồng của mình tốt hơn nữa, build hơn, tốt hơn cho anh em mình hơn nữa. Đấy là thật sự những cái câu chuyện rất cảm hứng, đúng không ạ? Và cảm ơn tất cả mọi người đã đón xem cái buổi học này, đúng không ạ? Và hy vọng rằng chúng ta có nhiều buổi học hơn nữa và học hỏi với nhau nhiều hơn, thành công hơn đấy, và đồng hành với Fori lâu dài hơn. Cái buổi như này nó thật sự là giá trị đấy, đúng không ạ? Và không biết nói gì, xin chúc các bạn thành công và đồng hành cùng Fori Center để gặt hái cái thành công ở phía trước dành cho những người kiên trì và nhẫn nại, đúng không ạ? Không có một thành công nào nó dễ dàng. Tuy nhiên rằng á, như các bạn có thể nhìn thấy, bình sữa người ta cũng thành công được. À, các bạn về làm công nhân, đúng không ạ? Làm chân tay, lao động chân tay người ta cũng thành công được. Các bạn làm công chức, bạn cũng thành công được. Những bạn làm bỉm sữa, rồi là những người không có quá là sự nhanh nhạy về công nghệ vẫn có thể làm được. Đó cũng là cái câu chuyện mà mình thật sự cảm hứng cho chính bản thân mình luôn. Đấy, và hy vọng rằng là nội dung sẽ giúp đỡ được chúng ta nhiều về mặt tinh thần, về mặt kiến thức và về mặt cái chia sẻ những kinh nghiệm nữa và động lực nhá. Thật sự, đúng không ạ? Và đây là những cái mà mình muốn duy trì nó lâu dài. Còn đội nhóm nào cũng vậy, đúng không ạ? Rất khó để có một đội nhóm chúng ta có thể ngồi lại với nhau nói chuyện như thế này. Không có đâu, đúng không ạ? Tiền đâu, lúc nào cũng có tiền, đúng không ạ? Nhưng mà đối với Fori thì những bạn như thế này, admin dạy kiến thức vô cùng kinh khủng khiếp. Nếu như em tham gia, chúng ta sẽ nhìn thấy rằng nó còn độ dày hơn nữa ở trong VIP member, ở trong special team, ở trong digital team và trong admin team. Kinh khủng về cái độ, về cái lượng kiến thức để mọi người nhận được nó là cái độ dày như thế nào. Và trong buổi chung này thì là tuyệt vời. Ok, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Ok, cảm ơn Minh Châu, cảm ơn Phương Đông nhá, cảm ơn Tiền Đỗ này, cảm ơn Hiền Tạ, đúng không ạ? Cảm ơn Đức Nghĩa, cảm ơn tất cả mọi người. Okay. Duy muốn nói gì không? Dạ. Duy muốn nói gì không? Em muốn chia sẻ xíu cho anh em mà sắp chuẩn bị. Ok. Mà tham gia cái nhóm này nè. Đưa cái mic lại gần hơn đi. Dạ. Mình xin chia sẻ là cái bộ tài nguyên này á, là nói chung là Duy cũng đang rất cần. Như các bạn cũng mới vào mà các bạn cũng chưa biết sử dụng content hay sao đó, thì trong cái bộ tài nguyên này như bên đó là có toàn content này và hướng dẫn đăng Shopee, thì cái này các bạn sử dụng thì các bạn sẽ tối ưu được thời gian hơn rất là nhiều. Đúng rồi. Ok, ý là Duy nói là cái sử dụng cái bộ này ấy, em mình tham gia cái team matching này và nhận được cái bộ này, và đây là lần đầu tiên mà em đi ra và bỏ thời gian rất là nhiều ra để tổng hợp cái bộ này, thì em mình sẽ làm nhanh hơn rất là nhiều, tối ưu hơn được thời gian hơn rất là nhiều. Đó. Và ngày xưa là Duy làm gì có, đúng không? Duy chưa bao giờ có được cái vấn đề này. Đấy là một lợi thế cho anh em mình đấy. Đúng rồi. Em cũng muốn chia sẻ với anh em vậy thôi.
Ok, và em mình nào đăng ký thì xuống liên hệ với mình nhé. Buổi Zoom chúng ta đến đây kết thúc. Em xin chào và hẹn gặp lại. Chúc em mình thành công.